Xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với buổi học đánh giá năng lực thứ hai. Buổi hôm trước các em đã làm quen với lại phần chủ đề thứ nhất nhóm 1, đó là phần mệnh đề. Và các em đã làm 27 câu về mệnh đề tư duy cơ bản. Buổi học hôm nay chúng ta sẽ đi qua nhóm thứ hai, nằm trong cái phần toán logic mệnh đề, đó là phần biểu đồ Venn tính toán. Trước khi qua làm bài tập thì thầy đi qua một số cái lý thuyết trong phần này cho các em. Đối với phần biểu đồ Venn tính toán thì thầy sẽ chia thành hai dạng. Dạng thứ nhất là biểu đồ Venn gồm có hai tập hợp. Biểu đồ Venn gồm có hai tập hợp, hay nói cách khác đó là cái dạng mà biểu đồ Venn đối với hai biến, thầy gọi nôm na đó là hai biến ha. Biểu đồ Venn hai biến. Biểu đồ Venn hai biến. Rồi, đối với biểu đồ Venn hai biến thì các em nhớ cái hình thức của nó như sau. Thì cho một cái tập hợp A và một cái tập hợp B. Này, tập A và tập B. Thì cái phần này chính là A giao B, phần chung của A giao B. Thì chúng ta có được công thức tính số phần tử của tập hợp A hợp với B nha. Số phần tử của tập hợp A và B nó sẽ bằng số phần tử của tập hợp A cộng với số phần tử của tập hợp B. Nhưng mà các em phải trừ đi số phần tử của A giao B. Bởi vì khi em lấy số phần tử của tập hợp A cộng với số phần tử của tập hợp B thì cái phần số phần tử A giao B này này nó được tính hai lần. À, những cái thằng nằm trong này nó được tính hai lần bởi vì nó vừa thuộc A vừa thuộc B. Cho nên em lấy NA cộng NB thì những phần tử này nó được tính lặp lại hai lần. Thì nó lặp lại hai lần nghĩa là nó bị dư một lần. Nó bị dư một lần thì chúng ta trừ đi một lần của số phần tử A giao B. Được chưa? Rồi. À, phần thứ hai, cái dạng thứ hai đó là biểu đồ Venn ba biến. Biểu đồ Venn ba biến, hay nói cách khác là nó dùng cho cái dạng mà có ba tập hợp. Thầy có tập hợp A, tập hợp B. Thầy vẽ to lên cho các em dễ nhìn nha. Tập A nè, tập B nè, tập C. Tập hợp A, tập hợp B, tập hợp C. Phần này, cái phần này chính là phần A giao B. A giao B là cả cái phần chung của A và B này nha, cả nhà các em. Đó. Rồi, phần này chính là A giao C, A giao C. Rồi cả cái phần bự này chính là B giao C. Đó. Còn cái phần bên trong này chính là A giao B giao C. Được chưa? Vậy thì khi đó chúng ta có số phần tử của A hợp B hợp C, nghĩa là số phần tử của cả cái này A hợp B hợp C thì nó bằng cái gì? Thì nó sẽ bằng NA cộng NB cộng NC cộng NC. Nhưng mà nếu như mà em lấy NA cộng NB cộng NC thì nó sẽ bị dư ra NB cộng NC. Thì những cái mà nằm trong A giao B này, nằm trong A giao C này, nằm trong B giao C nó sẽ được tính hai lần. Cho nên mình trừ đi những cái phần tử đó, trừ đi N của A giao B, trừ đi NA giao B, trừ đi NA giao C và trừ đi N của B giao C. Đó, trừ đi N của B giao C. Như vậy thì khi em trừ đi N của A giao B này, rồi em trừ đi N của A giao C là phần này, và em trừ đi N của B giao C là phần này. Nghĩa là em trừ đi cho 3 lần của A giao B giao C. Thì những cái đứa mà nằm trong cái phần tử A giao B giao C á, khi mà em tính A tính B tính C cộng lại thì nó được tính 3 lần. Rồi mà em trừ đi ba cái thằng này thì em trừ đi 3 lần của thằng đó nữa, thì có nghĩa là cái phần này em cộng 3 lần và em trừ 3 lần, nghĩa là em trừ đi hết cái thằng này rồi. Hay nói cách khác là sau khi em cộng A cộng B cộng C lại rồi em trừ đi cho A giao B, trừ đi cho A giao C và trừ đi cho B giao C thì những thằng trong này nó không được tính. Đó, mà nó vẫn là một phần tử mà sao nó không được tính được, vậy thì vô lý quá. Thì lúc đó em sẽ cộng lại một lần của N A giao B giao C. Đó, cộng lại một lần N của A giao B giao C. Được chưa? Vậy thì trong trường hợp mà biểu đồ Venn đối với ba biến thì các em chú ý nha. NA hợp B hợp C thì nó sẽ bằng NA cộng NB cộng NC trừ đi NA giao B trừ đi NA giao C
trừ đi n b giao c và cộng lại với một lần a giao b giao c. Vì nếu em trừ hết thì những thằng trong này nó không được tính, không được tính thì không được, cho nên em phải cộng lại với một lần a giao b giao c. Được chưa? Thì đó là hai cái phần, hai cái dạng cơ bản trong cái phần biểu đồ Venn này, các em chú ý công thức là sẽ làm được bài tập. Rồi chúng ta đi qua bắt đầu từ câu số 1. Câu số 1. Kết quả phỏng vấn đối với một nhóm sinh viên của trường đại học A như sau. Trong kỳ học trước có 25 sinh viên học môn tài chính, 25% sinh viên học môn tài chính, 50% sinh viên học môn marketing, 40% sinh viên không học môn gì trong hai môn trên. Vậy có bao nhiêu phần trăm sinh viên học hai môn trên? Thì thầy gọi cái tập A là cái tập mà đây là tập sinh viên học marketing nha. Học marketing. Thầy gọi tập hợp B là tập hợp những sinh viên học môn tài chính, sinh viên học môn tài chính. Học tài chính. Vậy bây giờ người ta có cái gì? Mình có tổng số học sinh, tổng số sinh viên học marketing và học tài chính á. Kết quả phỏng vấn một nhóm sinh viên của trường đại học A, của trường đại học A thì trong kỳ học trước có 25 sinh viên học môn tài chính và có 50 sinh viên học môn marketing. Môn marketing thì đặt là A này. Môn tài chính thì đặt là B này. Rồi. Tập hợp A có 25 sinh viên học môn tài chính thì xem như n của NB sẽ bằng 25%. Rồi. NA là số sinh viên học môn marketing, NA sẽ bằng 50%. Sẽ bằng 50%. Có 40% sinh viên không học môn gì trong hai môn trên, vậy có bao nhiêu phần trăm sinh viên học cả hai môn trên? Số sinh viên học cả hai môn trên thì đặt nó là x, nó chính là n của a giao b. Được chưa? Nó chính là n của a giao b. Như vậy thì chúng ta có là n a hợp b sẽ bằng n a cộng với n b cộng trừ đi n của a giao b. N của A giao B. Nhưng mà cái N của A hợp B này, các em chú ý là tổng số sinh viên mà có học tài chính hoặc marketing đó là N A hợp B nha. Thì nó là bao nhiêu sinh viên thôi. Ở đây có 40% sinh viên không học môn gì, nghĩa là còn lại 60% sinh viên sẽ học môn tài chính marketing. Như vậy thì cái N A hợp B này nó sẽ là 100% trừ đi 40% sẽ bằng N A là 50% cộng với NB là 25% trừ đi NA giao B là sẽ bằng x. Như vậy thì từ đây thầy suy ra được x nó sẽ bằng 50% cộng 25% trừ đi 100% trừ 40 là 60%. Như vậy nó là bằng 75 trừ 60 thì còn lại là 15%. Thì chúng ta có 15% sinh viên học cả hai môn tài chính marketing. Được chưa game? Rồi, câu số 1. Yeah. Yeah. Chúng ta tiếp tục câu số 2. Trong một hội nghị có 100 đại biểu tham dự, mỗi đại biểu có thể sử dụng ít nhất một trong ba thứ tiếng: tiếng Nga, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Biết rằng có 30 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, 40 đại biểu nói được tiếng Nga, 45 đại biểu nói được tiếng Trung Quốc và 10 đại biểu chỉ nói được hai thứ tiếng là tiếng Nga và tiếng Trung Quốc. Hỏi có bao nhiêu đại biểu nói được cả ba thứ tiếng. Và bây giờ thầy gọi cái tập hợp A là tập hợp các đại biểu, các đại biểu nói tiếng Nga, nói được tiếng Nga nha. Tập hợp những đại biểu nói được tiếng Nga. Rồi, tập hợp B là tập hợp các đại biểu nói được tiếng Trung Quốc. Và tập hợp C là tập hợp các đại biểu nói được tiếng Anh, là những đại biểu nào mà nói được tiếng Anh là trong tập hợp C. Ở đây người ta nói là có 30 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, nhưng mà cái đó không phải là NC đâu nha các em. Tập hợp C là tập hợp các đại biểu mà nói được tiếng Anh, có nghĩa là trong đó bao gồm những người mà có thể nói tiếng Anh. Thì nó có thể sẽ bao gồm những cái người mà nói được tiếng Anh với lại một tiếng khác nữa thì nó cũng nằm trong tập hợp C. Nhưng mà 30 ở đây là 30 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh thôi, thì nó lúc đó nó chưa phải là NC. 40 đại biểu nói được tiếng Nga thì nó là NA nè. NA là bằng 40. 45 đại biểu nói được tiếng Trung Quốc thì nghĩa là NB bằng 45. Tất cả có 100 đại biểu, có 100 đại biểu thì nó chính là
N của A hợp B hợp C. N của A hợp B hợp C thì nó sẽ bằng 100. Được chưa? Nó sẽ bằng 100. Gì nữa không? Người ta nói là có 10 đại biểu nó chỉ nói được hai thứ tiếng là tiếng Nga và tiếng Trung Quốc. Rồi, 10 đại biểu chỉ nói được hai thứ tiếng Nga và Trung Quốc nha, thì đó cũng chưa chắc là N của A giao B đâu. NA giao B là nó bao gồm những người có thể nói tiếng Nga với tiếng Trung Quốc, thì trong đó nó sẽ có bao gồm những cái người mà nói cả ba thứ tiếng thì nó cũng cũng là A giao B, nhưng mà ở đây là 10 đại biểu chỉ nói được tiếng hai thứ tiếng là tiếng Nga với tiếng Trung Quốc, thì các em hiểu đó là N của A giao B mà trừ đi C đó, thì đó là 10. Đó. Và bây giờ người ta hỏi là có bao nhiêu đại biểu nói được cả ba thứ tiếng, thì các em quan sát thầy biểu diễn cái biểu đồ Venn ra. Tập hợp A là những đại biểu nói được tiếng Nga, tập hợp B là những đại biểu nói được tiếng Trung Quốc, B là những đại biểu nói được tiếng Trung Quốc, và tập hợp C là tập hợp những đại biểu nói được tiếng Anh. Thế thì người ta cho là có 10 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh. Cái phần đại biểu mà chỉ nói được tiếng Anh là cái phần này nè game. Chỉ nói được tiếng Anh là phần này nè. Đó. Được chưa? Phần này thì nó có 10 đại biểu. Phần này thì nó có số lượng là 10. Rồi NA, cả cái A này nó sẽ là 40. Cả cái B thì nó sẽ là 45. Có 10 đại có 30 đại biểu nói được chỉ nói được tiếng Anh chứ. Chỗ này là 30 nha. Chỗ này là 30. Có 10 đại biểu chỉ nói được hai thứ tiếng là Nga và Trung Quốc. 10 đại biểu chỉ nói được hai thứ tiếng Nga và Trung Quốc thì nó là A giao B bỏ đi C, thì nó chính là cái phần này thôi nè. Đó, cái phần mà thầy gạch chéo thôi, đó chính là 10 đại biểu. Đó, phần đó là 10. Và bây giờ người ta yêu cầu tính cái phần này. Thầy gọi cái phần gọi x là số đại biểu nói được cả ba thứ tiếng. Nói được ba thứ tiếng. Gọi x là số đại biểu nói được ba thứ tiếng. Thế thì các em chú ý rằng là bây giờ chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ Venn để chúng ta tính. Có cả thảy là 100 đại biểu, được không? Có cả thảy là 100 đại biểu. Thì đáng lẽ là theo công thức gốc á, thì n của A hợp B hợp C nó sẽ bằng NA cộng NB cộng với NC, rồi trừ đi NA giao B, trừ đi NA giao C, trừ đi NB giao C, rồi cộng với X là cộng với cái A giao B giao C. Nhưng mà ở đây có một cái khác so với cái công thức ban đầu, đó là người cái tập hợp C á, nó chỉ cho cái phần ở phía ngoài này thôi, có nghĩa là phần riêng của tập hợp C thôi. Vậy bây giờ các em nhớ cho thầy một điều, đó là những cái nào á, cái phần nào mà đếm hai lần thì các em trừ bớt đi. Đó, được chưa? Còn cái phần nào mà được đếm lặp lại á, thì chúng ta trừ bớt đi, còn những thằng nào mà không đếm lặp lại thì thôi. Đó. Như vậy thì chúng ta ở đây chúng ta có là bây giờ có tất cả là 100 đại biểu, nghĩa là N của A hợp B hợp C nó sẽ bằng. Thứ nhất là mình có NA thì nó sẽ bằng NA cộng với NB cộng với NB cộng với cái lúc này mình không có NC, mình không có NC, nhưng mà mình chỉ có cái phần là cái phần riêng của C thôi nè. Đó, cái phần riêng của C thôi. Thầy gọi nó là Y đi nha. Cái phần riêng của C này thầy gọi nó là Y đi. Đó. Thế thì bây giờ thầy cộng với Y. Đó. Bây giờ thầy cộng với Y, nhưng mà lúc này các em sẽ không có trừ đi, không có trừ đi giống công thức là không có trừ đi A giao B, A giao C và B giao C. Nhưng mà bây giờ mình coi thử là những cái nào mà nó bị đếm lặp lại hai lần hay ba lần gì đó thì chúng ta trừ bớt đi, còn những thằng nào mà không lặp lại thì thôi. Trong công thức nó là cộng với cả cái NC thì nó mới trừ đi ba cái giao, nhưng mà bây giờ vì cái tập hợp C nó chỉ cho cái phần này thôi đó, cho nên cái phần lặp lại nó sẽ khác. Bây giờ mình coi thử là cái phần nào mà bị lặp lại thì mình trừ nha. Rồi thì bây giờ mình nếu như mình đếm NA, mình đếm NB, mình đếm NA và mình đếm NB á, thì những cái phần nào mà nó bị lặp lại nè. Thứ nhất là cái phần phía trong này nè, cái phần mà thầy gạch chéo này đó, cái phần thầy gạch chéo này là khi mà đếm cái tập hợp A và khi mà đếm cái tập hợp B á,
thì hai cái phần gạch chéo màu đỏ này nó không bị lặp lại. Đó, là nó không có ảnh hưởng gì tới cái phần và cái phần đó và cái phần C, cái phần Y này nè, nó không có liên quan gì với nhau, cho nên là cái phần đó nó không bị lặp lại. Đó, nếu như đếm cả cái tập hợp C thì cái phần đó nó mới bị lặp lại. Còn bây giờ cái tập hợp C mình chỉ đếm cái phần gạch đen ở bên ngoài này thôi. Đó, cho nên là khi mà đếm tập A với đếm cái tập B á, thì cái phần mà gạch màu đỏ này nè, nó sẽ không bị lặp lại. Đó, cho nên nó không ảnh hưởng tới cái chỗ A giao C với cái chỗ B giao C, thấy không? À, vậy thì những cái phần nào mà bị lặp lại đây? Những cái phần nào mà bị lặp lại? À, những phần bị lặp lại là thứ nhất là cái phần 10 này nè. Đó, cái phần 10 này nó sẽ lặp lại mấy lần em? Cái phần 10 này khi đếm tập hợp A thì nó được đếm một lần. Khi đếm tập B thì nó lại được đếm thêm một lần nữa. Lại có phải nó đếm hai lần không? Nó đếm hai lần thì nó bị lặp lại một lần, cho nên mình trừ bớt đi một lần của nó là trừ đi 10. Sao được không? Rồi, tiếp phần nào lặp lại nữa? Phần X này cũng bị lặp lại nè. Khi đếm tập hợp A thì mình đã đếm một lần cái số phần tử X này rồi. Rồi khi đếm cả cái tập B là mình đếm thêm một lần cái số phần tử X này nữa, có nghĩa là mình đếm hai lần cái thằng đó. Mà đếm hai lần có nghĩa là nó bị dư ra một lần, vậy mình trừ đi cho X. Đó. Vậy thì mình rút ra một cái kinh nghiệm là gì? Các em nhớ là nguyên tắc sẽ là các em đếm cái nào thì những cái gì bị lặp lại thì mình trừ bớt đi, còn những thằng mà không bị lặp lại thì mình không cần đụng chạm gì tới nó hết. Đó, giống như hai cái phần màu đỏ này nè, khi đếm tập A và đếm tập B thì nó chỉ đếm một lần thôi, nó được đếm một lần, nó đâu có bị lặp lại đâu. Chừng nào mà những cái đó nó bị đếm lặp lại lần hai, có nghĩa là nó bị đếm trùng á. Đó, giống như cái phần 10 phần tử trong này nè. 10 phần tử này thì khi em đếm tập hợp A là em đã đếm một lần 10 phần tử đó rồi. Rồi khi em đếm tập hợp B là em đã đếm thêm một lần cái phần tử đó nữa, là nó bị đếm hai lần. Đó, cho nên trừ ra một lần đi. Như vậy thì tương đương A hợp B hợp C thì nó là 100, NA là 40, cộng NB là 45, cộng với Y là 30, trừ đi 10, trừ đi X. Như vậy tương đương 100 bằng 40 cộng 45 sẽ là 85, 85 trừ đi 10 sẽ là 75, 75 cộng với 30 thì sẽ là 105, được chưa? Trừ đi X, vậy từ đó suy ra X bằng 105 trừ đi 100 thì nó sẽ bằng 5. Vậy có 5 đại biểu nói được 3 thứ tiếng, chọn đáp án B, được chưa game? Câu số 2, đáp án B. Câu số 3. Lớp 12A1 có 35 học sinh làm bài kiểm tra toán. Đề bài gồm có 3 bài toán. Sau khi kiểm tra, cô giáo tổng hợp được kết quả như sau. Có 23 em giải được bài toán thứ nhất, 11 em giải được bài toán thứ hai, 10 em giải được bài toán thứ ba và 5 em giải được bài toán thứ hai và thứ ba. 2 em giải được bài toán thứ nhất và thứ hai. 6 em làm được bài toán thứ nhất và thứ ba, và có một học sinh đạt điểm 10 vì làm được cả 3 bài. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh không làm được bài toán nào? Không làm được bài toán nào nha. Vậy thì thầy gọi A1 là tập hợp các học sinh giải được bài toán 1, là tập hợp những học sinh giải được bài toán thứ nhất. Giải được bài toán thứ nhất. Tập hợp A2 là tập hợp các học sinh giải được bài toán thứ hai. Tập A3 là tập hợp các học sinh giải được bài toán thứ ba. Ở đây đề bài cho cái gì? Có 23 em giải được bài toán thứ nhất, nghĩa là NA1 bằng 23. Có 11 em giải được bài toán thứ hai, nghĩa là NA2 bằng 11. Có 10 em giải được bài toán thứ ba, nghĩa là NA3 bằng 10. Rồi, 5 em giải được bài toán thứ hai và thứ ba. 5 em giải được bài toán thứ hai, thứ ba. 2 em giải được bài toán thứ nhất và thứ hai. 6 em giải được bài toán thứ nhất và thứ ba. Có 1 em đạt điểm 10 vì đã giải được 3 bài toán. Vậy vẽ biểu đồ Venn ra. Tập hợp A1 là tập hợp các em giải được bài toán thứ nhất, A2 và A3. Rồi, bây giờ
Đối với dạng biểu đồ Venn á, thì hôm trước thầy đã lưu ý cho các em là các em sẽ điền những cái số liệu từ trong cái lõi ra. Có nghĩa là mình điền từ cái phần chung nhất trước, điền lần lần ra ngoài. Ở đây chúng ta có một học sinh đạt điểm 10 vì đã giải được cả 3 bài toán. Có một học sinh đạt điểm 10 vì đã được giải được 3 bài toán. À, là một. Có nghĩa là N của A1 giao A2 giao với A3 nó sẽ bằng bao nhiêu các em? Bằng 1. Rồi, đề bài cho là 5 em giải được bài toán thứ 2 và thứ 3. Nghĩa là N của A2 giao với A3 bằng 5. Rồi gì nữa? 2 em giải được bài toán thứ nhất và thứ 2. N của A1 giao với A2 bằng 2. 6 em giải được bài toán thứ nhất và thứ 3. N của A1 giao với A3 bằng 6. Thì cái này có hết rồi, các em áp dụng công thức thôi. Vậy thì ta có N của A1 hợp A2 hợp với A3 sẽ bằng N của A1 hợp A2 hợp A3 sẽ bằng N A1 cộng N A2 cộng N của A3 trừ đi N của A1 giao A2 rồi trừ đi N của A1 giao A3 trừ tiếp cho N của A2 giao A3 cộng lại với N của A1 giao A2 giao A3. Đó, theo công thức, theo đúng công thức. Như vậy thì nó sẽ bằng NA1 là 23 cộng 11 cộng 10 trừ đi NA1 giao A2 thì trừ đi 2. NA1 giao A3 là trừ 6 trừ 5 cộng lại NA1 giao A2 giao A3 là cộng 1. Vậy bằng em lấy máy tính bấm nha. 23 cộng 11 cộng 10 trừ 2 trừ 6 trừ 5 cộng 1 bằng 32. Vậy thì đây là tổng số học sinh A1 hợp A2 hợp A3. Nghĩa là 32 học sinh này là 32 học sinh giải được ít nhất một bài toán. Có nghĩa là có giải được. Được không? Thì nó là A1 hợp A2 hợp A3 là nó nằm trong cái phạm vi của ba vòng tròn này nè. Là những học sinh mà nằm trong phạm vi của ba vòng tròn này thì nó là có giải được một bài nào đó. Được chưa? Nhưng mà đề bài nó yêu cầu là có bao nhiêu học sinh không giải được bài toán nào. Thì số học sinh không giải được bài nào, không giải được bài toán nào, thì lớp này có 35 học sinh, thì mà có 32 học sinh giải được thì lấy 35 trừ 32 thì còn 3 học sinh. Vậy thì số học sinh không giải được bài toán nào đó là 3. Chọn đáp án D, được chưa? Câu 3, D, được chưa game? Câu số 4. Trong 100 phiếu khảo sát tại trường trung học phổ thông về việc chọn ngành học sắp tới tại Đại học X, có 65 bạn chọn khối ngành công nghệ thông tin, có 55 bạn chọn khối ngành kinh tế, 15 bạn chọn khối ngành ngôn ngữ, có 3 bạn chọn cả 3 khối ngành. Nếu trường chỉ có 3 khối ngành nói trên và không có phiếu nào, không có sự lựa chọn, thì số học sinh đã lựa chọn nhiều hơn một khối ngành là bao nhiêu? Có 100 phiếu khảo sát. Rồi, nó có những khối ngành đó là ngành công nghệ thông tin, ngành kinh tế, ngành ngôn ngữ. Rồi, có 3 khối ngành. Vậy thì gọi tập hợp A là số học sinh chọn ngành công nghệ thông tin, chọn khối ngành công nghệ thông tin. Rồi tập hợp B là tập hợp số học sinh chọn khối ngành kinh tế, chọn khối ngành kinh tế. C là tập hợp học sinh chọn khối ngành ngôn ngữ. Được chưa? Vậy thì mình có 65 bạn chọn khối ngành công nghệ thông tin, thì lúc đó NA bằng 65. Có 55 bạn chọn khối ngành kinh tế thì NB nó bằng 55. Và có 15 bạn chọn khối ngành ngôn ngữ thì NC nó bằng 15. Đó.
có ba bạn chọn ba khối ngành, có ba bạn chọn cả ba khối ngành, ba bạn chọn cả ba khối ngành thì nó là n của a giao b giao c thì nó bằng 3. Rồi còn lại thì nó là cái gì? 100 phiếu khảo sát, 100 phiếu khảo sát, nhưng mà người ta đã nói là không có phiếu nào không có sự lựa chọn, nghĩa là tất cả các học sinh đều phải có sự lựa chọn hết. Đó. Nghĩa là trong 100 học sinh này ai cũng phải chọn ít nhất là một ngành, hay nói cách khác là 100 đó chính là n của A hợp B hợp C thì nó bằng 100. Vậy người ta hỏi đó là thì số học sinh đã lựa chọn nhiều hơn một khối ngành là bao nhiêu? Nhiều hơn một khối ngành thì nó chính là từ hai khối ngành trở lên. Nhiều hơn một khối ngành thì nó chính là từ hai khối ngành trở lên, nghĩa là người ta đề bài yêu cầu chúng ta tính số học sinh lựa chọn là hai khối ngành và ba khối ngành, được không em? Nhưng mà ở đây lựa chọn ba khối ngành thì nó có ba đứa rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi tính những số học sinh mà lựa chọn hai khối ngành, được chưa? Rồi, như vậy thì đây là tập A này, đây là tập B này, và đây là tập C này. Rồi, mình có là ba đứa lựa chọn ba khối ngành rồi. Đó. Vậy bây giờ mình coi thử là có bao nhiêu đứa chỉ lựa chọn hai khối ngành thôi, chỉ lựa chọn hai khối ngành thôi nha. À, vậy thì thầy gọi cái phần mà phần này là x, phần này là y và phần này là z. Thì x, y, z là những học sinh mà nó sẽ lựa chọn hai khối ngành, đó là AB. Những học sinh lựa chọn hai khối ngành là công nghệ thông tin và kinh tế. Rồi y là những học sinh mà lựa chọn hai khối ngành, đó là cái C thì viết đây này nha, C đây, kinh tế và ngôn ngữ. Còn Z chính là những học sinh mà lựa chọn hai khối ngành, đó là công nghệ thông tin và ngôn ngữ. Vậy thì bây giờ chúng ta có là N của N A hợp B hợp C, N của A hợp B hợp C, ráp công thức luôn nha. N A hợp B hợp C thì nó chính là 100 bằng NA là bằng 65 cộng NB là 55 cộng NC là 15, trừ đi cho N của A giao B. N của A giao B là trừ đi X, trừ đi N của B giao C là trừ đi Y, trừ đi N của A giao C là trừ đi Z, cộng với N A giao B giao C là cộng 3. Như vậy tương đương 100 bằng, mình cộng hết ba cái số kia lại là 65 cộng 55 cộng 15, cộng cho ba luôn, cộng cho ba thì nó sẽ là bằng 138. Trừ x trừ y trừ z thì thầy đặt dấu trừ ra ngoài, thì bên trong nó sẽ là x cộng y cộng z. Như vậy thì từ đây suy ra x cộng y cộng z sẽ bằng 138 trừ đi 100 thì nó còn lại là 38 học sinh. Còn lại là 38 học sinh. Đó. Thế thì x cộng y cộng z thì nó sẽ bằng 38 học sinh. Nhưng mà em thấy là x nó là nguyên cả cái này nè. X nó chính là A giao B. Nè, các em chú ý nha. Y nó chính là B giao C. Z nó chính là A giao C. Thì các em để ý cho thầy là x cộng y cộng z đó, thì khi mà đếm ba cái phần này á, thì những cái nào nó bị đếm lặp lại không? Thì cái phần mà ba học sinh trong cái lõi ở bên trong này nè, nó được đếm ba lần lắm, nó đếm tới tận ba lần lần này, thấy không? X khi mà đếm cái tập hợp x này á, thì ba đứa này được đếm một lần. Tập y á, nó cũng bao gồm ba đứa đó, thì ba đứa đó lại được đếm thêm một lần nữa. Z thì nó được đếm thêm một lần nữa, thì ba đứa đó lại đếm thêm một lần nữa. Vậy cái x cộng y cộng z này á, nó bị trùng ba cái phần tử này tới tận hai lần.
Sai đường không các em? Chứ không phải là 38 này là cái số mình cần tìm đâu nha. Đúng là 38 này nó là tập hợp của tất cả những học sinh mà từ hai ngành trở lên. Nhưng mà trong số đó, những cái đứa mà học ba ngành nó được đếm tới tận 3 lần. Cho nên là số học sinh chọn nhiều hơn một ngành. Chọn nhiều hơn một ngành thì chúng ta phải lấy 38, chúng ta trừ đi 2 lần 2 nhân 3. Nên là ba đứa này nó đếm tới tận 3 lần, có nghĩa là nó bị trùng, nó trùng 3 lần, cho nên mình phải trừ bớt đi 2 lần đi, đếm một lần thôi là được. Những đứa nào đếm 3 lần thì mình chỉ trừ đi 2 lần đi. Được chưa? Đó. Ví dụ như x này nó cũng bao gồm 3 thằng này, y nó cũng bao gồm 3 thằng này, z nó cũng bao gồm 3 thằng này. Vậy khi lấy x cộng y cộng z là 3 thằng này nó bị lặp lại 3 lần. Nhưng mà mình chỉ còn đếm tụi nó một lần thôi, cho nên mình phải trừ đi 2 lần. Như vậy nó bằng 38. 38 trừ đi 6 là bằng 32. Được chưa? Vậy có 32 học sinh chọn nhiều hơn một ngành, chọn đáp án D. Được không em? Câu số 4D. 4D. Câu số 5. Câu 5. Trong một rạp chiếu phim gồm có 3 bộ phim A, B và C. Có 1.000 người đến xem phim, mỗi người xem ít nhất 3 bộ trong 3 bộ phim đó. Có xem ít nhất 1 bộ trong 3 bộ phim đó. Nếu 420 người xem phim A, 250 người xem phim B và 450 người xem phim C thì có tối đa bao nhiêu người xem cả 3 bộ phim? Đó. Vậy thì bây giờ mình có là cũng gọi cái tập A là tập hợp những người xem phim A đi. Đó. Người xem phim A. Tập B là tập hợp những người mà xem phim B. Tập C là tập những người mà xem phim C. Được chưa? Rồi, chúng ta có là 4, có 1.000 người đến xem phim, mỗi người xem ít nhất 3 bộ thì chúng ta có là N của A hợp B hợp C nó bằng 1.000. Rồi. Có 400 người xem phim A thì NA bằng 400. 420. NB là bằng 250 và NC thì bằng 450. 450. Vậy thì có tối đa bao nhiêu người xem cả 3 bộ phim? Có tối đa bao nhiêu người xem cả 3 bộ phim? Đây. A này, B này và C. Mình nghĩ bằng cái hình tròn cho nó đẹp. A, B, C. Rồi. Tập A thì có 420 người. 420 người đó là cả cái tập A này nha. Các em hiểu thì nhắc lại một lần nữa là cái tập A đó nó sẽ bao gồm những người xem phim A, nghĩa là trong đó sẽ có những người mà xem phim A xem B chẳng hạn, thì nó cũng được tính vào những người là có xem phim A đó. Hoặc là những người mà xem cả 3 bộ A, B, C thì nó cũng nằm trong tập hợp những người xem phim A đó. Thì các em thấy là cái vòng màu đỏ này nè, thấy không, là nó cả bao gồm những người xem phim AB, xem phim AC và xem cả 3 phim ABC đó, chứ không phải là 420 người đó là 420 người chỉ xem phim A đâu. Khi nào mà nó chỉ xem phim A thì người ta sẽ nói rõ là có bao nhiêu người chỉ xem phim A thì nó lại là khác đó. Các em lưu ý như vậy nha, đừng có nhầm lẫn. Rồi, tập B là tập hợp 250 người xem có xem phim B. Rồi, tập C là tập hợp 450 người có xem phim C. Bây giờ người ta hỏi là có tối đa bao nhiêu người xem cả 3 bộ phim. Ở đây có 1.000 người, có tối đa bao nhiêu người xem 3 bộ phim. Thì để có tối đa là có nhiều nhất bao nhiêu người xem cả 3 bộ phim. Thì các em hiểu là bây giờ mình viết cái công thức ra trước nè. N của A hợp B hợp C sẽ bằng NA cộng NB cộng NC trừ đi NA giao B trừ đi NA giao C trừ đi NB giao C và cộng với N của A giao B giao C. Đó là theo công thức. Bây giờ người ta hỏi là cái lượng này là tối đa là bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu.
Có nghĩa là nhiều nhất là bao nhiêu? Muốn cho thằng này nhiều nhất nghĩa là sẽ, các em hiểu là muốn cho cái số mà A giao B giao C là cái phần trong này nhiều nhất á, thì sẽ không có cái phần này. Nghĩa là không có ai xem hai bộ phim hết á, mà tất cả đều là xem ba bộ phim hết luôn, là đều dồn vào hết trong cái phần xem ba bộ phim này. Đó, bởi vì nếu như mà có thằng này, có thằng này, có thằng này thì nó trừ ra đi rồi. Sao được không? Vậy thì để cho cái số người mà xem ba bộ phim là tối đa á, thì cái phần mà những người mà xem hai bộ á thì nó đều dồn vào những người xem ba bộ hết luôn. Bởi vì trong những phần mà ví dụ nha, ví dụ như trong cái A giao B á, trong cái A giao B á là nó có bao gồm luôn A giao B giao C. Đó, nó có bao gồm luôn A giao B giao C, thấy không? Cho nên là để cho cái lượng này mà nhiều nhất nè, để cho cái lượng này mà nhiều nhất nè, thì cái lượng này nó sẽ tràn luôn cả thằng này luôn. Sao các em hiểu không? Nó tràn luôn cả thằng này luôn. Có nghĩa là những người mà xem hai bộ AB cũng là những người mà xem ba bộ luôn. Đó, sao được chưa? Rồi, vậy thì các em hiểu lúc đó thì các em hình dung cái biểu đồ Venn của mình nó sẽ như thế này nè. Đây. Rồi, tập hợp C nó sẽ như thế này. Tập C nó sẽ là như thế này. Đó, tập C nó sẽ là như thế này. À, vẽ cho các em dễ hình dung này. Tập C nó sẽ là như thế này nè. Đó, thấy không? Nó sẽ không có cái phần mà giao giữa hai bộ, mà tất cả những cái phần mà giao hai bộ nó sẽ nằm trong cái phần ba bộ luôn. Nghĩa là tập hợp tất cả những cái người mà xem hai bộ nó đều là tập hợp tất cả những người xem ba bộ luôn. À, thì lấy ví dụ một cái cho các em dễ thấy nè, đây, thấy không? Đây là tập hợp những người mà xem hai bộ đúng không? Xem hai bộ AB thì trong tập hợp những cái người mà xem hai bộ AB á là nó có chứa những cái người xem ba bộ ABC, là có cái chứa cái phần mà mình cần tìm này nè. Thầy gọi cái phần mà mình cần tìm là x đi. Thì gọi cái phần cần tìm là x đi. Thì trong cái phần A giao B thì nó có chứa x. Nó có chứa x. Thấy chưa? Thế thì bây giờ mà để cho cái phần, để cho cái những người mà xem ba bộ là tối đa, xem ba bộ mà là tối đa, có nghĩa là nhiều nhất có thể, thì cái phần x này đó, cái phần x này nó tràn ra luôn. Cái phần x này nó là cả cái thằng này luôn. Sao được không? Đó, tương tự nha. Trong cái phần B giao C, trong cái phần B giao C nó cũng có chứa cái x này. Đó, vậy thì để cho x là tối đa thì cái thì cái x này nó cũng tràn ra luôn cái phần này luôn. Đó. Rồi tương tự trong cái phần A giao B, trong cái phần A giao B nó cũng có chứa x, nó cũng có chứa ba người là x. X, thấy không? Nó cũng có chứa ba người là x. Vậy thì để cho mà nó có, để cho cái x nó là lớn nhất, là tập hợp những cái người mà xem ba bộ là lớn nhất á, thì cái x nó sẽ tràn ra luôn. Đây, thầy xóa cái, vì hồi nãy mình vẽ cái hình này cho nên là thầy xóa chỗ này không được. Đây, thầy sẽ vẽ lại bằng cái hình khác cho các em thấy, các em dễ hình dung. Cho dễ xóa nha. Đây, tập A. Đây là tập A ha. Đây là tập B ha. Đây là tập C ha. Rồi. Đây là tập những đứa mà xem cả ba bộ. Đó là thầy đặt nó là x. Vậy bây giờ trong cái phần mà A giao B á, trong cái phần mà A giao B đây, nó có chứa x.
À, trong cái phần A giao B nó có chứa x. Nhưng mà bây giờ người ta hỏi là cái x tối đa là bao nhiêu người? Có nghĩa là x mà max là có thể được bao nhiêu? Tối đa là được bao nhiêu? Vậy là x max là bằng bao nhiêu? Vậy bây giờ muốn x mà lớn nhất á, x càng nhiều càng tốt đúng không? Thì cái x nó phải tràn ra bên ngoài này luôn. Thì nguyên cả cái này nó sẽ trở thành x. Đó, bởi vì trong cái tập đó nó thành x mà. Rồi tương tự, còn cái tập B giao C này nè. B giao C này nó cũng có chứa x. Thấy không? B giao C nó cũng có chứa x. Vậy bây giờ để cho mà x lớn nhất thì cái phần x nó phải tràn luôn cả cái tập này thì nó mới có thể đạt tối đa được. Rồi tương tự, cái phần A giao C này nó cũng có chứa x trong đó. Vậy thì để cho x mà nhiều nhất á thì x nó phải tràn luôn cái tập A giao C đó. Nghĩa là x nó phải nằm ra đây luôn. Đó. Sao được không? Như vậy là tóm lại x nó là cái nào? X nó là đây, x nó là cả cái thằng này, lúc này x nó là cả cái tập A giao B, A giao C, A giao C, B giao C luôn, thấy chưa? Đó. Như vậy thì lúc đó hay nói cách khác là thằng này nó trở thành x, thằng này nó trở thành x và thằng này nó cũng trở thành x luôn thì lúc đó nó mới đạt tối đa. Được chưa? Rồi, thằng này thì hiển nhiên mình gọi là x rồi. Như vậy thì khi đó mình tương đương A hợp B hợp C là 1.000 nè bằng 420 cộng với 250 cộng 450 trừ x trừ x trừ x cộng x. À, được chưa? Như vậy tương đương 1.000 bằng 420 cộng 250 cộng 450 1120. Chỗ này trừ x trừ x trừ x cộng x thì nó là trừ 2x. Rồi, như vậy lúc đó tương đương 2x bằng 1120 trừ đi 1.000 thì nó là 120. Vậy suy ra x bằng 120 chia 2 bằng 60. Chọn đáp án C. Để chơi game. Câu 5 C. Chúng ta tiếp tục câu số 6. Có hai bài kiểm tra, có hai bài toán kiểm tra. Trong lớp có 30 sinh viên làm được bài thứ nhất và 20 sinh viên làm được bài thứ hai và chỉ có 10 sinh viên làm được cả hai bài. Biết rằng mỗi sinh viên đều làm ít nhất một bài, có nghĩa là sinh viên nào cũng làm được ít nhất một bài trong hai bài đó, không có sinh viên nào mà không làm được bài nào. Vậy thì gọi A là số sinh viên làm được bài thứ nhất, làm được bài 1. B là tập hợp số sinh viên làm được bài thứ hai. À, thì ở đây chúng ta có 30 sinh viên, 30 sinh viên trong lớp có 30 sinh viên làm được bài thứ nhất, có 20 sinh viên làm được bài thứ hai, nghĩa là NA bằng 30, NB bằng 20, 10 sinh viên làm được cả hai bài, nghĩa là NA giao B bằng 10. Và biết rằng mỗi sinh viên làm ít nhất một bài, hỏi lớp có bao nhiêu sinh viên đi tính N của A hợp B. NA hợp B có bao nhiêu sinh viên, có nghĩa là A hợp với B hợp lại. À, bởi vì sinh viên nào cũng làm được ít nhất một bài mà. Vậy thì áp dụng công thức thôi, N của A hợp B bằng NA cộng NB trừ đi NA giao B. Cái này là biểu đồ Venn đối với hai biến, được chưa? Tập hợp đối với hai biến sẽ bằng NA là bằng 30 cộng NB là 20 trừ đi 10, 30, 50, 50 trừ 10 còn 40. Chọn đáp án D, câu 6 D. Câu số 7, bài kiểm tra toán hàm số có 3 bài. Biết rằng mỗi sinh viên làm được ít nhất một bài. Biết rằng mỗi sinh viên làm ít được ít nhất một bài, có nghĩa là không có cái sinh viên nào mà nó không làm được bài nào đó, sinh viên nào cũng làm được ít nhất một bài. Cái dữ kiện đó là để các em xác định được là tổng số sinh viên đó chính là hợp của ba cái thằng là làm được một bài, làm được hai bài, làm được ba bài, được chưa? Làm được bài 1, bài 2, bài 3. Rồi. Vậy thì có ba bài đúng không? Vậy gọi A là tập hợp các sinh viên làm được bài 1, sinh viên làm được bài 1. B là tập hợp sinh viên làm được bài 2. C là tập hợp các sinh viên làm được bài số 3. Đề bài cho những dữ kiện là 20 sinh viên làm được bài 1. 20 sinh viên làm được bài 1 là NA bằng 20. 14 sinh viên làm được bài 2, nghĩa là NB bằng 14.
và 10 sinh viên làm được bài 3, NC bằng 10. 6 sinh viên giải được bài 1 và 3 là N của A giao C bằng 6. 5 sinh viên làm được bài 2, 3 là N của B giao C bằng 5. Và 2 sinh viên giải được bài 1, 2 N của A giao B bằng 2. Một sinh viên giải được cả 3 bài N A giao B giao C sẽ bằng 1. Hỏi lớp có bao nhiêu sinh viên? Lớp có bao nhiêu sinh viên? Đó chính là N của A hợp B hợp C. Bởi vì mỗi sinh viên đều làm được ít nhất một bài, cho nên là tổng số sinh viên của cái lớp đó sẽ là A hợp B hợp C. Thì áp dụng công thức thôi, bằng NA, công thức dài thì thầy khỏi viết nha, thầy ráp vào luôn nha. NA là 20, cộng NB là 14, cộng NC là 10, trừ đi NA giao B là, trừ đi NA giao C là 6, NB giao C là 5, trừ đi NA giao B, NA giao B là 2, trừ 2, cộng với NA giao B giao C là cộng 1, vậy bằng. Lấy máy tính bấm luôn một lần, 20 cộng 14 cộng 10, trừ 6 trừ 5, trừ 2 cộng 1, 32 sinh viên. Có 32 sinh viên chọn đáp án B, câu 7B. Câu số 8. Có bao nhiêu chuỗi bit có độ dài là 8, hoặc được bắt đầu bằng 1, hoặc được kết thúc bằng 0,0. À, nghĩa là bây giờ mình sẽ đi tính, nó xem như là có hai tập hợp này. Tập một cái tập hợp là bắt đầu bởi 1 và một cái tập hợp kết thúc bởi 0,0. Thì thầy gọi cái tập hợp A là cái tập hợp mà chuỗi bit có độ dài được bắt đầu bởi 1, là tập hợp các chuỗi bit có độ dài bắt đầu bởi 1. Rồi, B là tập hợp các chuỗi bit kết thúc bằng 0,0. Kết thúc bằng 0,0. Bằng 0,0. Thì bây giờ chúng ta, người ta yêu cầu là có bao nhiêu cái chuỗi bit mà hoặc A hoặc B, nghĩa là đề bài yêu cầu tính N A hợp B bằng bao nhiêu. Thì mình có là N A hợp B thì nó bằng N A cộng N B trừ đi cho N của A giao B. Đó. Vậy bây giờ muốn tính được NA hợp B thì các em phải biết NA bằng bao nhiêu, NB bằng bao nhiêu và NA giao B bằng bao nhiêu. Thế bây giờ chúng ta có là NA nó chính là tập hợp các chuỗi bit mà bắt đầu bởi 1. Đó. Thì số cách thành lập cái chuỗi bit bắt đầu bởi 1 á, cái chuỗi bit là một cái chuỗi ký tự mà trong đó gồm có hai ký tự là 1 với 0 thôi nha các em. Chuỗi bit là những chuỗi mà trong đó những ký tự được thành lập bởi hai chữ số đó là 1 với 0. Bây giờ cái chuỗi bit này nó dài 8, có độ dài là 8. Như vậy xem như nó có 8 vị trí. Xem như nó có 8 vị trí. Như vậy thì vị trí ban đầu của nó là bắt đầu bởi 1 nè. NA là chuỗi bit 8, độ dài là 8 nhưng mà bắt đầu bởi 1. Bắt đầu bởi 1. Bởi 1. Đó. Thì vị trí đầu tiên nó phải bắt đầu bởi 1 thì nó có một cách chọn. Rồi, 7 vị trí còn lại á, thì nó phải chọn từ hai số là 1 với 0. À, nó chọn từ hai số từ 1 đến 0. Thì vị trí thứ nhất là một cách chọn rồi. Vị trí thứ hai có bao nhiêu cách chọn? Có hai cách chọn. Vị trí thứ ba cũng có hai cách chọn. Vị trí thứ tư cũng có hai cách chọn. Nghĩa là 7 vị trí còn lại, mỗi vị trí nó có 7 cách, nó có hai cách chọn thì 7 vị trí có 2 mũ 7 cách. Được chưa? Có 2 mũ 7 cách. Rồi, NB. NB là tập hợp cái chuỗi ký tự mà kết thúc bằng 0,0. Kết thúc bằng hai ký tự là 0,0. Nó kết thúc bằng 0,0 nghĩa là nó có dạng là 1, 3, 4, 5, 6, hai ký tự cuối là 0,0. Hai ký tự cuối là 0,0 thì nó cố định rồi, thì nó có một cách chọn. Được chưa? Thì 6 vị trí còn lại thì vị trí này nó có thể chọn từ hai số là 1,0 thì nó có hai cách. Vị trí này cũng có hai cách, cho tới vị trí này nó cũng có hai cách luôn. Như vậy nó là 2 mũ 6. Được chưa? Vậy ở trên là 2 mũ 7 nè, ở dưới là 2 mũ 6 nè. Đó, rồi. Bây giờ N của A giao B, N của A giao B. N của A giao B là những ký tự bắt đầu bằng 1 và kết thúc bằng 0,0.
bắt đầu bằng 1 và kết thúc bằng 0,0. Vậy bắt đầu bằng 1 và kết thúc bằng 0,0 thì cái chuỗi của nó sẽ là 1. Rồi, ở giữa còn 5 vị trí và kết thúc là 0,0. Vậy là vị trí thứ nhất là 1 thì có một cách chọn. Vị trí cuối cùng là 0,0 thì nó cũng chỉ có một cách để đặt hai số 0,0 vào đó thôi. Rồi còn 5 cái vị trí còn lại thì được chọn từ hai chữ số là 1,0 thì nó có 2 mũ 5 cách. Được chưa? Vậy thì 1 nhân 1 nhân 2 mũ 5 bằng 2 mũ 5. Như vậy thì từ đó chúng ta có là n của A hợp B. N của A hợp B sẽ bằng NA là 2 mũ 7 cộng NB là 2 mũ 6 trừ đi NA giao B là trừ đi 2 mũ 5. Rồi, bây giờ mới tính bấm 2 mũ 7 cộng 2 mũ 6 trừ đi 2 mũ 5 bằng 160. 160. Chọn đáp án D. Thì giờ game câu 8D. Rồi, chúng ta tiếp tục câu số 9. Kỳ thi sát hạch lái xe có quy định 3 lỗi như sau. Lỗi chạm chân xuống đất, thì đặt nó là lỗi 1 đi nha. Đề bài nó cũng có quy định lỗi 1, lỗi 2, lỗi 3. Lỗi 1 là chạm chân xuống đất. Lỗi chạm vạch là lỗi 2. Và lỗi đi sai hướng là lỗi 3. Nếu thí sinh mắc hai lỗi trên, mắc trên hai lỗi thì sẽ bị đánh rớt. Biết rằng trong số thí sinh tham gia có cái bổ sung thêm cho thầy một cái dữ kiện nữa là có 15 thí sinh mắc lỗi 1. Có 15 thí sinh mắc lỗi 1. 7 thí sinh mắc lỗi 2, 8 thí sinh mắc lỗi 3, 3 thí sinh rớt, 5 thí sinh mắc lỗi 1 và 3. Hỏi kỳ thi sát hạch có bao lái xe có bao nhiêu thí sinh tham gia. Bây giờ thì đầu tiên thầy gọi A là số thí sinh mắc lỗi 1. B là số thí sinh mắc lỗi 2. C là số thí sinh mắc lỗi 3. Đề bài cho 15 thí sinh mắc lỗi 1 thì nó chính là NA bằng 15. 7 thí sinh mắc lỗi 2 nghĩa là NB bằng 2. Bằng 7 chứ, xin lỗi. NB bằng 7. 8 thí sinh mắc lỗi 3 là NC bằng 8. Có 3 thí sinh rớt, người ta quy định là mắc trên 2 lỗi. Trên 2 lỗi là rớt. Được chưa? Vì vậy thì những thí sinh rớt là những thí sinh mắc cả 3 lỗi. Ở đây có 3 thí sinh rớt, nghĩa là N của A giao B giao C sẽ bằng 3. Nó có thêm 5 thí sinh mắc lỗi 1 và 3. 1 và 3 thì nó chính là NA giao C bằng 5. Rồi. Ở đây mình nhận xét qua một điều rằng là nó không có cho đầy đủ. Nếu như nó đầy đủ thì nó phải có thêm N của B giao C, N của A giao B nữa. Thì đối với bài toán 3 biến thì nó phải có đầy đủ như vậy. Thì lúc đó mình mới áp dụng công thức. Còn nếu như không đầy đủ thì kem vẽ hình ra, kem xem thử những thằng nào đếm trùng thì kem trừ đi số lần, trừ đi cái số lần trùng của nó. Ví dụ như trùng lại một lần thì mình trừ đi 1 lần, trùng lại 2 lần thì mình trừ đi bớt đi 2 lần. Được chưa? Ví dụ như nó được đếm tới tận 3 lần, có nghĩa là nó bị trùng 2 lần. Hiểu không? Đối với những bài toán mà không cho đủ dữ kiện để áp dụng công thức thầy cho từ đầu á, thì chúng ta sẽ vẽ hình và xem thử khi đếm tất cả những cái này á, thì những cái nào bị trùng thì mình trừ ra số lần trùng của nó đi. Ở đây là A là số lỗi 1 nè, B là lỗi 2 nè, và C là lỗi 3 nè. Mình có NA là 15, NB là bằng 7, NC là bằng 8, A giao B giao C là 3. Trong đó A giao C, A giao với C, A giao với C là cả thằng này là 5 nha. Cái phần mà thầy làm đậm lên á, nó là 5. Rồi, được chưa? Nào, bây giờ chúng ta có, người ta yêu cầu là có bao nhiêu thí sinh tham gia. Có bao nhiêu thí sinh tham gia thì nó chính là N của A hợp B hợp C. Thì dĩ nhiên đầu tiên thì mình sẽ lấy NA cộng với NB cộng với NC. Ở đây không có đầy đủ cho nên là thầy thế số vào luôn, chứ nó không có đầy đủ nên khỏi ghi công thức nha. NA cộng NB cộng NC là 15 cộng 7 cộng 8. Thì các em bắt đầu nè, khi đếm NA, đếm NB và đếm NC á, đó, thì khi mà đếm A với đếm C thì cái phần mà giao giữa A và C nó được đếm 2 lần. Đúng không? Đếm A thì cái 5 phần tử này nó được đếm 1 lần. Đếm C thì 5 phần tử này nó được đếm 1 lần nữa thì nó là được đếm 2 lần. Và đầu tiên mình trừ đi 5. Đếm 2 lần thì bị trùng 1 lần.
Ta được không các em? Rồi. Còn cái thằng mà ba phần tử ở trong này nè, đếm A thì ba phần tử này được đếm một lần, đếm B thì ba phần tử này được đếm một lần, đếm C thì ba phần tử này được đếm một lần nữa, là nó đếm tới tổng 3 lần. Nhưng mà hồi nãy mình trừ đi 5 là mình trừ đi A giao C nè, là trong cái trừ đi A giao C là mình đã trừ đi một lần cái thằng ba này rồi. Thấy không? Nó được đếm 3 lần, nghĩa là nó có 2 lần trùng. Có 2 lần trùng, nhưng mà lúc nãy mình trừ đi 5, nghĩa là mình trừ đi một lần của cái thằng số 3 này luôn rồi. Bởi vì số 3 này nó có nằm trong 5 phần tử này mà. Rồi, nghĩa là nó chỉ còn lại một lần trùng thôi, vậy mình trừ thêm một lần 3 nữa là được. Đó. Vậy 15 cộng 7 cộng 8 cộng 8 trừ đi 5 trừ đi 3 nó sẽ bằng 22. Được chưa? À, số thí sinh tham gia sẽ là 22 thí sinh. Đáp án C. Câu số 10. Câu số 10. Mỗi con ruồi trong 50 con trong thí nghiệm của Lai của Morgan đều có thân xám hay thân đen, cánh dài hay cánh cụt. Nếu 14 con có thân xám cánh dài, 31 con có thân đen và 18 con có cánh cụt thì số con thân đen cánh cụt là bao nhiêu? Bây giờ có 50 con ruồi trong thí nghiệm của Morgan thì mỗi con như vậy á thì nó sẽ có thân là xám hoặc đen và cánh của con đó sẽ là dài hoặc cụt. Được không? Vậy bây giờ thầy sẽ gọi x là số con mà có thân xám cánh dài. Thân xám cánh dài. Y sẽ là số con ruồi mà có thân xám nhưng lại là cánh cụt. Đó, cánh cụt. Z là số con ruồi có thân đen nhưng mà cánh dài. ZT sẽ là số con ruồi như có thân đen nhưng mà là cánh cụt. Rồi, vậy thì theo đề chúng ta có 50 con thì là x cộng y cộng z cộng t bằng 50. Thầy đặt biểu thức này là sao đi? Rồi, người ta nói là có 14 con có thân xám cánh dài. 14 con thân xám cánh dài chính là x x bằng 14. X bằng 14. Được không? Rồi tiếp, có 31 con thân đen và 18 con cánh cụt. 31 con thân đen thì nó là Z hoặc là T. Vậy là 31 con thân đen thì nó sẽ là Z cộng T bằng 31. Đó. Rồi, 18 con cánh cụt thì nó sẽ là rơi vào Y với lại T. Nó sẽ là những con cánh cụt thì sẽ là Y cộng T bằng 18. Y cộng T bằng 18. Như vậy thì chúng ta có là có X có Z cộng T bằng 31. Vậy thì từ sau suy ra nha. Từ sau suy ra X là bằng 14 thay vào nè, cộng Y cộng với lại Z cộng T là 31 bằng 50 nè. Được chưa? Như vậy thì từ đây suy ra cho thầy Y bằng bao nhiêu. Người ta nói là tính số con thân đen cánh cụt. Số con thân đen cánh cụt đúng không? Và là Y bằng 50 trừ đi 31 trừ đi 14 bằng 5. Vậy y bằng 5. Có y bằng 5 mà người ta yêu cầu tính thân đen cánh cụt. Thân đen cánh cụt thì nó là thân đen cánh cụt là tính T. Vậy có y bằng 5, các em thay vào cái số 1 này, thay vào biểu thức 1. À, từ 1 suy ra, từ 1 suy ra y là 5 cộng T bằng 18. Vậy suy ra T bằng 18 trừ 5 là bằng 13. Được chưa? Vậy có 13 con thân đen cánh cụt. Đáp án D. Câu 10 D. Chúng ta tiếp tục câu số 11. Trong giảng đường có 65 sinh viên mặc áo trắng hoặc áo xanh. Biết 25 nam sinh viên thì mặc áo trắng, 23 sinh viên mặc áo xanh và có đúng 28 nữ sinh viên. Hỏi có bao nhiêu nữ sinh viên mặc áo xanh? Bây giờ thầy gọi tập hợp A là tập hợp các sinh viên mặc áo trắng. Yeah. Sinh viên mặc áo trắng. Tập B là tập hợp mà các sinh viên mặc áo xanh. B là tập hợp các sinh viên mặc áo xanh. Rồi. Thì chúng ta có là N của A hợp B
sẽ bằng 65. Đó. Nghĩa là có 65 bạn mặc áo trắng hoặc là áo xanh. Mặc áo trắng hoặc là áo xanh. Thì NA hợp B này nó sẽ bằng NA cộng NB luôn. Nó bằng NA cộng NB luôn. À, bởi vì hai cái tập hợp này là hai cái tập hợp độc lập nhau. A này, B này. À, chứ không thể nào mà bạn không có bạn nào mà vừa mặc áo trắng vừa mặc áo xanh được. Thì chờ game. Rồi, ở đây mình có là 25 nam sinh viên thì mặc áo trắng, có 23 sinh viên mặc áo xanh, có 23 sinh viên mặc áo xanh, cho nên NB sẽ bằng 23. NB bằng 23 mà cả hai thằng này là 65, cho nên là suy ra NA sẽ bằng 65 trừ đi 23. 65 trừ đi 23 sẽ bằng là 42. Được chưa? Vậy là số sinh viên mặc áo trắng sẽ là 42. Được không game? Nhưng mà trong số sinh viên mặc áo trắng á, thì có 25 nam sinh viên mặc áo trắng. Suy ra nữ sinh viên mặc áo trắng sẽ là nữ sinh viên mặc áo trắng. Tổng số những người mặc áo trắng là 42. Và trong đó có 25 nam thì số nữ mặc áo trắng sẽ bằng 42 trừ đi 25. 42 trừ đi 25 thì sẽ còn 17 sinh viên. Được chưa? Còn 17 sinh viên. Nhưng mà 17 sinh viên nữ mặc áo trắng. Đó. Nhưng mà chúng ta có tất cả là 28 nữ mà trong đó có 17 nữ mặc áo trắng rồi. Thì suy ra số nữ mặc áo xanh sẽ là nữ sinh viên mặc áo xanh. Mặc áo xanh sẽ là 28 trừ đi 17 thì nó bằng 11 sinh viên. Chọn đáp án D. Đi chơi game. Câu 11 D. Câu 11 D. Câu 12. Trong một cuộc thi bắn cung, ban tổ chức có một số quy định như sau. Nếu người chơi bắn trúng bi 1 thì được một bịch bánh. Bắn trúng bi 2 thì được một con gấu bông. Bắn trúng bi 3 thì được một chai rượu vang. Và bắn trúng hồng tâm, không quan trọng là mấy bi, nghĩa là chỉ cần bắn trúng hồng tâm. Không quan trọng là bắn trúng hồng tâm 1 bi hay là bắn trúng hồng tâm 2 bi hay là bắn trúng hồng tâm 3 bi gì hết. Thì cứ hễ bắn trúng hồng tâm thì sẽ được thưởng 500k. Biết rằng có 13 người chơi bắn trúng bi 1. Có 13 người chơi bắn trúng bi 1. Có 7 người chơi nhận được gấu bông. Có 2 người chơi nhận được chai rượu vang. Có 4 người chơi nhận được 2 món quà. Có 1 người chơi nhận được cả 3 món quà. Có 5 người chơi về tay trắng. Và có 3 người chơi bắn trúng hồng tâm. Hỏi có bao nhiêu người chơi bắn cung. Rồi. Thế thì ở đây chúng ta có là mình sẽ có các tập hợp, đó là số người bắn trúng bi 1 này, số người bắn trúng bi 1, hay nói cách khác đó là số người nhận được phần quà là bịch bánh. Số người bắn trúng bi 2, hay nói cách khác đó là tập hợp những người nhận quà là gấu bông. Số người bắn trúng bi 3 thì là số người mà nhận được quà là chai rượu vang. Và số người bắn trúng hồng tâm, bắn trúng hồng tâm thì được thưởng tiền chứ không có nhận quà. Được chưa? Đó, được, em lưu ý. Thế thì ở đây người ta không có quy định là mỗi người sẽ bắn bao nhiêu lần đó. Cứ người đó, ví dụ như người đó bắn trúng bi 1 thì người đó nhận được quà. Người đó bắn trúng bi 2 thì người đó nhận được con gấu bông. Người đó bắn 2 lần trúng 2 bi thì nhận được 2 món quà. Kiểu vậy. Và cái số lần bắn của mỗi người là không có quan trọng. Ví dụ như người đó chỉ chơi một lần và bắn trúng bi 1 thì được một bịch bánh xong hết. Còn những người mà bắn trúng hồng tâm á, ở đây cái đề này nó cũng hơi không rõ ràng một tí. Đó là những cái người mà bắn trúng hồng tâm thì chúng ta cũng không có biết họ là bắn bao nhiêu lần. Ví dụ như cái người đó bắn 3 lần đi, thì có một lần trúng hồng tâm, có hai lần kia không trúng nhưng mà trúng bi chẳng hạn thì vẫn nhận được quà. Nhưng mà cái người đó thì lại được tính là người chỉ bắn trúng hồng tâm thì nhận thưởng 500.000, kiểu như vậy. Đó, cái đề này nó cũng hơi không rõ ràng một tí, cho nên là mình sẽ thầy làm theo cái kiểu là mình hiểu theo cái kiểu là số lần bắn của người ta nó không có bị giới hạn đi nha. Đó, nó không có quan trọng số lần bắn của người ta, không quan trọng là bắn trúng mấy bi hết đó. Giống như đây nè, không quan trọng bắn trúng mấy bi trúng hồng tâm đó, chỉ cần bắn trúng hồng tâm là được thưởng 500.000 rồi. Đó. Bắn trúng một hồng tâm cũng được thưởng 500.000, bắn trúng hai hồng tâm cũng được thưởng 500.000, bắn trúng ba hồng tâm thì cũng được thưởng 500.000. Đó, kiểu như vậy. Được chưa?
Thì xem như là mỗi người có 3 lượt bắn đi, có 3 cái bi thì xem như mỗi người có 3 lượt bắn chẳng hạn. Bởi vì đề bài nó không có nói là mỗi người bắn bao nhiêu lần, mình chỉ quan trọng đến số người thôi. Bây giờ thầy gọi tập hợp A là tập hợp mà là số người chơi bắn trúng bi 1. Số người chơi bắn trúng bi 1. Số người chơi bắn trúng bi 1. Tập hợp B là tập số người chơi bắn trúng bi 2. Bắn trúng bi 2. Tập C là tập số người chơi bắn trúng bi số 3. Bắn trúng bi số 3. Thì vì nó không có quy định số lần bắn cho nên là sẽ có người bắn trúng cả 3 bi, nghĩa là lần 1 bắn trúng bi 1, lần 2 bắn trúng bi 2, lần 3 bắn trúng bi 3 là bắn trúng cả 3 bi. Đó, hiểu như vậy nha game. Mình thì hiểu hiểu như vậy đi, chứ đề bài nó không có nói rõ ở đây là bắn bao nhiêu lần hay là nó không có nói số lần bắn của người chơi là bao nhiêu. Rồi. Thì ở đây có 13 người bắn trúng bi 1, có 13 người bắn trúng bi 1 thì thầy có là NA sẽ bằng 13. Bằng 13. Có 7 người nhận được gấu bông, nhận được gấu bông có nghĩa là những người đã bắn trúng bi 2, NB bằng 7. Rồi, có 2 người chơi nhận được chai rượu vang là NC, là những người bắn trúng bi 3 là sẽ được bằng 2. Có 4 người nhận được 2 món quà. Ở đây người ta không nói rõ quà gì cho nên, nhưng mà mình hiểu đó là 4 người nhận được 2 món quà này có nghĩa là 4 người này là 4 người bắn trúng 2 bi. Được không? Bắn trúng 2 bi. Có thể là bắn trúng bi 1, bi 2, bắn trúng bi 2, bi 3, bắn trúng bi 1, bi 3. Nhưng mà chỉ có 4 người như vậy thôi nhận được 2 món quà. Còn cái bắn trúng hai món quà nào thì người ta không nói. Đó. Có một người chơi nhận được cả 3 món quà, có một người chơi nhận được cả 3 món quà thì đó là N của A giao B giao C, có nghĩa là có một người chơi mà trong 3 lần bắn có người ta bắn trúng bằng cả 3 bi. Được chưa? Về N của A giao B giao C thì sẽ bằng 1. Có 5 người chơi về tay trắng, có 5 người chơi về tay trắng nghĩa là không có, có 5 người không bắn trúng cái bi nào hết. Đó, có nghĩa là trong những lần bắn của họ họ không bắn trúng bi nào hết. Có 3 người chơi bắn trúng hồng tâm. Đó, thì thầy xem như cái bắn trúng hồng tâm nó là một cái tập hợp khác nào đó đi. Thầy để đó nha. Có 3 người bắn trúng hồng tâm thì để đó. Bây giờ mình biểu diễn 3 cái tập hợp kia ra. Tập A là tập biểu diễn những người mà bắn trúng bi 1, đây là tập A. Tập B là tập hợp những người mà bắn trúng bi 2. Bi 2. Tập C là tập hợp những người mà bắn trúng bi 3. À, tập C là tập hợp những người bắn trúng bi 3. Thì ví dụ như là cái bi 1 người ta dựng gần hơn, bi 2 người ta dựng xa hơn, bi 3 người ta dựng xa hơn nữa. Đó, thì những người chơi người ta sẽ chọn là bắn cái bi gần để cho dễ nhận được quà. Rồi nếu như mà lần thứ hai người ta muốn thử thách thì người ta chọn bắn cái bi xa hơn để người ta nhận thêm món quà tiếp theo. Rồi lần thứ ba người ta chọn bắn cái thử thách bắn cái bi xa hơn nữa để người ta nhận cái quà tiếp theo. Đó, kiểu như vậy. Bây giờ game. Rồi. Như vậy thì ở đây mình sẽ nhớ là những cái dạng bài toán biểu đồ Venn này á, thì mình sẽ điền từ trong cái lõi điền ra. Cái lõi là phần chung nhất của cả ba tập hợp, là có một người bắn trúng cả ba bi để nhận được ba món quà này. Ở đây mình người ta có là bốn người chơi nhận hai món quà, có bốn người chơi nhận hai món quà có nghĩa là bốn người đó là nằm trong cái phần này nè game. Bốn người đó là nằm trong cái phần này nè. Thầy sẽ gạch cái phần đó cho xem nha. Thầy sẽ gạch sọc cái phần đó cho các em hình dung được bốn người chơi nhận được hai món quà là nằm này. Đó, có bốn người chơi nhận được hai món quà. Đó là trong cái phần gạch sọc đó là nó sẽ có bốn người. Đó, tổng cộng trong cái phần gạch sọc đó nó sẽ có bốn người được chơi game. Có bốn người chơi nhận được hai món quà. Được chưa? Nghĩa là bốn người đó là nó bao gồm luôn cả cái phần này nè. Cái một người nhận ba món quà này thì cũng được hiểu là họ nhận được hai món quà rồi. Hiểu không? Thì nó bao gồm luôn cái phần một này, nhận được bốn người nhận được hai món quà. Khi nào mà người ta nói là có bốn người chơi chỉ nhận được hai món quà thì nó lại khác nha. Có bốn người chơi chỉ nhận được hai món quà là nó sẽ không có bao gồm cái số 1 trong này. Đó, còn nếu như mà bây giờ có bốn người chơi nhận được hai món quà là cái phần giao nhau giữa hai tập hợp đó, là nó có bao gồm luôn cái số 1 trong đó. Được chưa? Rồi. Cái phần gạch màu xanh đó nó sẽ là 4 nha.
phần gạch xanh đó, nó sẽ là 4. Rồi. Có 13 người chơi bắn trúng B1. Có 13 người chơi bắn trúng B1 là nguyên cả cái tập A là 13, nguyên cả tập B là 7 và nguyên cả tập C sẽ là 2. Chơi game. Rồi, như vậy thì chúng ta có là n của A hợp B hợp C. N của A hợp B hợp C sẽ bằng, có nghĩa là số người tham gia chơi mà có bắn trúng bi đó nha, có bắn trúng bi thì nó sẽ bằng NA cộng NB cộng NC là 13 cộng 7 cộng 2. Đó, trừ đi tổng số cái số người chơi mà nhận được hai món quà. Tổng số người chơi nhận được hai món quà đó là 4. Đó, bây giờ mình không có trừ riêng từng cái nhưng mà mình có số tổng rồi. Bình thường mình phải là trừ đi NA giao B, trừ đi NB giao C, trừ đi NCA giao C là tổng số người nhận được hai món quà. Nhưng mà bây giờ tổng số người nhận được hai món quà thì nó sẽ là 4. Đó. Mà khi mà trừ đi ba thằng này á là mình trừ trừ đi ba lần cái số 1 này là mất hết số 1 này rồi, mất đi cái số một người nằm giữa này rồi. Thì bây giờ cái người đó mà mất đi có nghĩa là mình không, cái người đó chưa được đếm, mà người đó chưa được đếm thì bây giờ mình phải cộng lại cái người đó, cộng lại cho một. Em hiểu không? Thì nói lại nha. Khi mà em trừ đi tổng số người nhận được hai món quà là em trừ đi ba cái phần giao nhau này nè. Mà em trừ đi ba cái phần giao nhau đó là em trừ đi ba lần số 1. Khi mà em đếm tập A, tập B, tập C là em lấy ba cái tập này cộng lại á là số 1 nó được tính ba lần. À, nhưng mà khi mà em trừ lại ba cái thằng này á thì trừ đi ba lần số 1 luôn rồi thì xem như là trừ đi ba lần số 1 rồi, thấy không? Mà trừ đi ba lần số 1 thì xem như là cái người đó chưa được tính, mà cái người đó chưa được tính thì bây giờ em phải cộng lại 1. Được chưa? Đó. Rồi, như vậy thì bây giờ mình có là 13 cộng 7 cộng 2 trừ đi 4 cộng 1, 13 cộng 7 20, 22, 22 cộng 1 là 23, 23 trừ đi 4 là 19. Đây là tổng những số người chơi mà có bắn trúng bi. Được chưa? Rồi suy ra số người chơi nha. Số người chơi. Số người chơi bắn cung là, số người chơi bắn cung là 19 cộng với lại 5. 5 cái người mà không ra về tay trắng á, thì cũng tính là người chơi. 19 người là 19 người có giải thưởng, còn 5 người ra về tay trắng nữa cộng vào nữa thì nó sẽ là 24 người. Nhưng mà cái số người chơi này nó vẫn chưa là con số mà mình cần tìm, bởi vì hồi nãy giờ mình chưa có đụng tới ba cái người mà bắn trúng hồng tâm này game, chưa đụng tới ba người bắn trúng hồng tâm này nha. Bởi vì bây giờ mà mình đi xét, bây giờ mình sẽ đi xét thử là ba cái người bắn trúng hồng tâm này sẽ là ba người bắn trúng hồng tâm này sẽ như thế nào. Như lúc nãy thầy nói á, ba người bắn trúng hồng tâm này thì có thể là ba người đó bắn trúng cả ba cái hồng tâm, bắn trúng một hồng tâm hoặc bắn trúng hai hồng tâm thì vẫn là được tính bắn trúng hồng tâm. Rồi chưa? Và người ta được nhận thưởng. Và khi mà được nhận thưởng thì người đó sẽ được mang danh hiệu là bắn trúng hồng tâm chứ còn không có tính cái quà kia nữa. Đó. Như vậy thì bây giờ mình sẽ đi xét những các cái trường hợp xảy ra nè. Trường hợp thứ nhất, trường hợp một đó là ba người này là ba người bắn trúng cả ba hồng tâm, bắn trúng cả ba hồng tâm nha, cả ba hồng tâm. Nếu như mà ba người này bắn trúng cả ba hồng tâm á, hồng tâm thì ba người này sẽ là thuộc một cái tập hợp khác. Ở đây mình có thêm là 5 người ra về tay trắng nè. Bây giờ ba người mà bắn trúng hồng tâm này á thì nếu như mà cả ba người này mà bắn trúng cả ba cái hồng tâm á, có nghĩa là mỗi người bắn trúng cả ba hồng tâm thì ba người đó nó sẽ thuộc một cái tập hợp khác nữa, nó sẽ không được tính vào trong quà này. Bởi vì khi mà bắn trúng cả ba hồng tâm thì nhận thưởng là 500 nghìn hết rồi, còn không có nhận thưởng quà gì hết nữa, cho nên là nó không tính vào trong cái lạng những người nhận quà. Thì khi đó số người chơi của chúng ta sẽ là 24 cộng thêm 3 là 27 người. 27 người thì 27 người ở đây thì nó không có đáp án đó, thấy không? Cho nên là cái này chúng ta loại đi. Rồi tiếp theo nữa đó là mình xét trường hợp khác, đó là nếu như mà ba người này, trường hợp 2 nha, trường hợp 2 bây giờ ba người, cái người mà nhận được ba món quà này nè, cái người mà nhận được ba món quà này chắc
chắn sẽ là không phải là người bắn trúng hồng tâm. Cái người nhận được ba món quà đó chắc chắn sẽ không phải là người, cái người đó chắc chắn không có bắn trúng lòng hồng tâm nào hết. Bởi vì nếu như mà người ta bắn trúng hồng tâm thì người ta sẽ nhận thưởng là 500.000 và thêm tối đa là hai món quà nữa thôi. Ví dụ như người ta bắn trúng một cái hồng tâm, rồi hai cái kia người ta không bắn trúng hồng tâm nhưng mà người ta bắn ra ngoài nhưng mà vẫn trúng bi thì vẫn nhận được quà. Em hiểu không em? Thì lúc đó cái người đó chỉ nhận tối đa là hai món quà thôi và thêm cái thưởng hồng tâm nữa. Chứ còn nếu như mà đã nhận ba món quà thì nghĩa là người này không bắn trúng cái hồng tâm nào hết. Đó. Thế thì cái người mà nhận được ba món quà là cái người mà không bắn trúng hồng tâm. Vậy thì những cái người mà bắn trúng hồng tâm chỉ có thể là nhận hai món quà hoặc là nhận một món quà thôi. Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta xét trường hợp 2, đó là trường hợp 2 chúng ta coi thử là chúng ta sẽ xét trường hợp nào. Đó là ba người này không, trường hợp 2 là ngược lại nha. Ba cái người mà thầy đang đề cập tới là ba người mà gọi là ba người bắn trúng hồng tâm nha. Thì mình đã xét cái trường hợp 1 là bắn trúng hồng tâm nhưng mà trúng cả ba hồng tâm của ba bia luôn. Còn bây giờ nếu như mà ba người này bắn trúng hồng tâm nhưng mà không có nhận quà, bắn trúng hồng tâm nhưng mà không có quà. Có nghĩa là ví dụ như người bây giờ không phải là người ta bắn trúng ba cái hồng tâm nữa, có ba cái bi. Đó. Rồi nếu như mà người ta bắn trúng ba cái hồng tâm thì ba người đó là ba cái người riêng biệt, cộng lại thành 27 người thì trường hợp đó loại rồi, được chưa? Rồi bây giờ giả sử như bây giờ trường hợp 2 là không có bắn trúng cả ba hồng tâm nhưng mà bắn trúng hai cái hồng tâm. À, còn cái bi còn lại thì bắn không có vô hồng tâm nhưng mà nó có hai trường hợp xảy ra, hoặc là nó bắn lệch ra ngoài này hoặc là nó bắn không trúng cái bi luôn. Vậy thì nó, nếu như nó rơi vào trường hợp mà bắn lệch ra ngoài khỏi hồng tâm nhưng mà vẫn nằm trên cái bi á, thì những cái người đó sẽ bắn trúng hồng tâm và nhận thêm một món quà, hiểu không? Rồi còn nếu như bắn lệch ra ngoài thì những người đó là những người mà chỉ bắn trúng hồng tâm thôi và không có quà. Vậy thì nếu như cả ba người này có ba người bắn trúng hồng tâm á nha, là bắn trúng một hồng tâm hay hai hồng tâm gì thầy không biết, nhưng mà còn cái bi còn lại á, ví dụ như bắn trúng một hồng tâm, hai bi còn lại bắn ra ngoài, hoặc là bắn trúng hai hồng tâm và bi còn lại bắn ra ngoài, đó có nghĩa là người đó bắn trúng hồng tâm nhưng mà và không có quà. Mà nếu như mà người đó bắn trúng hồng tâm mà không có quà thì cái người đó cũng không có được đếm vào trong cái khu vực của ba cái biểu đồ Venn này luôn. Bởi vì ba cái khu vực của ba cái vòng tròn này là những người có quà. Đó, vậy thì nếu như những người mà bắn trúng hồng tâm mà không có quà thì những người đó nó cũng không nằm trong cái khu vực này, thì ba người đó vẫn là ba người riêng biệt, thì nó vẫn tính là ba người riêng biệt. Vậy trong trường hợp này nó cũng ra 27 người thì cũng không có đáp án. Được không? Cũng không có đáp án, trường hợp này cũng loại đi. Được chưa? Trường hợp thứ ba đó là ba người bắn trúng hồng tâm. Nhưng mà có quà. Rồi, bây giờ bắn trúng hồng tâm mà có quà thì mình sẽ chia ra những trường hợp nào có thể xảy ra. Những trường hợp có thể xảy ra đó là bây giờ bắn trúng hồng tâm mà có quà thì mình sẽ phải chia ra là có ba người thì sẽ là một người bắn ba hồng tâm, rồi một người bắn một hồng tâm cộng hai quà, và một người bắn hai hồng tâm cộng với một quà. Đó. Có nghĩa là nếu như mà một người kia bắn trúng ba hồng tâm thì không sao rồi, thì không nói gì rồi, bắn trúng ba hồng tâm thì sẽ chắc chắn là không có quà rồi. Còn một cái người còn lại á, bắn trúng một hồng tâm còn hai cái bi còn lại là bắn trúng quà, có nghĩa là bà vẫn nằm trên bi á, chứ không phải là bắn ra ngoài, hiểu không? Nếu như mà bắn ra ngoài á, nếu như mà hai người còn lại mà bắn ra ngoài á, thì nó giống với trường hợp 1 rồi,
giống trường hợp một rồi, là cái nghĩa là chỉ tính những người đó là bắn trúng hồng tâm thôi. Vậy thì bây giờ mình sẽ không xét những trường hợp mà không có quà nữa. Nếu như những người đó mà không có quà thì những người đó nằm riêng biệt ra ngoài, và là ba người đó nằm riêng biệt ra ngoài rồi, thì nó sẽ là thành 27 người, mà 27 người thì chúng ta không có đáp án. Thì bây giờ trường hợp này một người bắn trúng hồng tâm, một người bắn trúng hồng tâm cộng hai quà, và một người bắn trúng hai hồng tâm và một quà. Thế thì hai cái người này á, là hai cái người mà đều bắn trúng hồng tâm nhưng mà đều có nhận quà. Có nghĩa là một người nhận một quà và một người nhận hai quà, nghĩa là hai người đó đã được đếm trong cái khu vực này rồi. Đó, là hai người đó đã được đếm trong 24 này, người này rồi. Nếu như họ có quà thì họ đã được đếm trong phần này rồi. Đây là đã được liệt kê trong cái phần hình tròn này rồi. Mà đã được liệt kê trong phần hình tròn này rồi á, thì nó đã nằm trong con số 24 này rồi. Chỉ có một cái người mà bắn trúng ba hồng tâm kia thì mới nằm riêng biệt thôi. Lúc đó cái người riêng biệt đó là một. Được chưa? Vậy thì khi đó số người mà bắn trúng hồng tâm của chúng ta sẽ là 24 cộng 1. Số người chơi bắn cung của chúng ta sẽ là 24 cộng thêm một cái người mà bắn trúng hồng tâm ở ngoài nữa. Thì nó sẽ trở thành là gì? 25 người. Đó, 25 người. Được chưa? Vậy 25 người thì có đáp án nè. 25 người thì sẽ có đáp án. Đó. Rồi trường hợp khác chẳng hạn. Trường hợp khác là hồi nãy là một người bắn trúng ba hồng tâm rồi đúng không? Thì bây giờ mình cứ tăng lên thôi. Mình cứ tăng lên là thành hai người bắn trúng ba hồng tâm và một người có bắn hồng tâm và có quà. Có quà thì chắc chắn nó sẽ nằm trong cái khu vực vòng tròn này nha các em, là đã được tính trong 24 này rồi. Vậy thì mình sẽ đi xét những trường hợp đó là một người hồng tâm, một người hồng tâm không quà, một người hồng tâm không quà và hai người hồng tâm có quà. Hai người hồng tâm cộng quà thì hai cái người hồng tâm cộng quà là nằm trong này rồi, vậy là nó đã bao gồm trong 24 người này rồi, thêm một người hồng tâm không có quà nữa là nằm riêng ở ngoài nữa là 25 người. Đó, thì trường hợp đó có đáp án. Bây giờ ngược lại đó là một người hồng tâm cộng quà, nếu là bắn trúng hồng tâm và quà á, rồi và hai người bắn trúng hồng tâm mà không quà. Thế thì hai người bắn trúng hồng tâm không quà thì hai người đó phải nằm ở phía ngoài này, bởi vì không có quà thì nó là riêng biệt, mà có quà thì sẽ được tính trong này rồi. Thì khi đó nó sẽ là 24 cộng 2 là 26, 26 thì không có đáp án. Vậy trường hợp này chọn đáp án là D, 25 người. Được chưa? Vậy câu 12 chọn đáp án D là 25 người chơi. Được chưa? Có 25 người chơi. Rồi, được chưa các em? Đó, chúng ta phải xét như vậy thôi, chứ còn đề bài này nó nói không có rõ, cho nên là chúng ta phải xét những cái trường hợp như vậy. Đó. Rồi, câu số 13. Câu số 13. Một trường trung học có 400 học sinh. Có 1/2 học sinh tham dự câu lạc bộ số học. Có 5/8 học sinh tham dự câu lạc bộ sinh học. 3/4 học sinh tham dự câu lạc bộ hóa học. 3/8 học sinh tham dự cả 3 câu lạc bộ. Nếu mỗi học sinh tham dự ít nhất một câu lạc bộ thì có bao nhiêu học sinh tham dự đúng cả hai câu lạc bộ? Đúng cả hai câu lạc bộ nha. Vậy thì bây giờ chúng ta có là mỗi học sinh tham dự ít nhất một câu lạc bộ, có nghĩa là trong 400 học sinh này á, học sinh nào cũng có tham dự câu lạc bộ hết, không có đứa nào mà không tham gia. Vậy thì chúng ta có là 400 học sinh. Bây giờ chúng ta sẽ tính là số học sinh tham dự câu lạc bộ số học nha. Số học sinh tham dự câu lạc bộ số học. Số học sinh tham dự câu lạc bộ số học thì nó sẽ là 1/2 nhân 400 thì nó là bằng 200 học sinh. 200 học sinh. Thì xem như đây là tập hợp A đi. Vậy nó sẽ là NA. Được chưa? Tập B sẽ là tập số học sinh tham dự câu lạc bộ sinh học. Sinh học thì nó sẽ là 3/4 nhân với 400. 400 chia 4 là 100, nhân 3 là 300 học sinh. Thì đặt là NB. Được chưa? Câu lạc bộ sinh học là 5/8 nghe. Câu lạc bộ sinh học là 5/8. 5/8. 5/8 nhân với 400. 250. 250. C là tập hợp số học sinh tham dự câu lạc bộ hóa học. Hóa học thì nó là 3/4
nhân với 400 thì bằng 300. Nên chính bằng NC. 3 phần 8 học sinh tham dự cả 3 câu lạc bộ là N của A, giao B, giao C thì nó sẽ bằng 3 phần 8 nhân 400. 3 phần 8 nhân 400 thì nó sẽ là 150. 150 N của A giao B giao C. Rồi. Vậy thì người ta yêu cầu chúng ta là tính số học sinh tham dự đúng hai câu lạc bộ. Rồi, biểu diễn ra nha. Tập A này là số học, tập B là sinh học và tập C là hóa học. Có 150 học sinh tham dự cái câu lạc bộ, tham dự cả ba câu lạc bộ, được chưa? Đó. Như vậy thì bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là hãy đi tính số học sinh tham dự cả, tham dự đúng hai câu lạc bộ thôi, là tính cái phần thầy gạch chéo này thôi nè. Tham dự đúng hai câu lạc bộ là tính cái phần này. Được không các em? Như vậy thì bây giờ thầy gọi cái phần này là x nè, là y nè, là z đi. Là x, là y, là z đi nha. À không, gọi x, y, z là số học sinh tham dự hai câu lạc bộ đi, là bao gồm luôn cái này nè. Mình sẽ sử dụng công thức, đó là mình sẽ sử dụng công thức của biểu đồ Venn ba biến, đó là n của a hợp b hợp c sẽ bằng na cộng nb cộng nc trừ đi na giao b trừ nb giao c trừ đi n a giao c rồi cộng với n của a giao b giao c. Đó, tương đương ta có là 400 bằng 400, nó sẽ bằng thằng này, nó sẽ là 200 nè cộng 250 nè cộng với 300 nè trừ đi n của a giao b. Ta đặt cả cái này là x y z nha, trừ đi x cộng y cộng z đi. X y z của thầy là số học sinh tham dự hai câu lạc bộ nha, tham dự hai câu lạc bộ chứ không phải là tham dự đúng hai câu lạc bộ nha. Tham dự cả hai câu lạc bộ thì nó chính là phần này nè. Đó, cả cái phần này là x, cả cái phần này là y. Đó, và cả cái phần này là z. Thì chưa các em, là ba cái phần mà thầy khoanh đậm hơn á. Đó, x, y, z là ba cái phần khoanh đậm này. Nghĩa là nó bao gồm luôn cả những đứa mà tham dự ba câu lạc bộ trong đó luôn. Đó, cộng với 150. Như vậy là suy ra x cộng y cộng z sẽ bằng mình lấy mình trừ ra này, 200 cộng 250 cộng 300 cộng 150 trừ đi 400 thì nó sẽ bằng 500. Như vậy là có 500 học sinh tham dự hai câu lạc bộ nha. Tham dự hai câu lạc bộ. Hai câu lạc bộ. Đó, tham dự hai câu lạc bộ. Có nghĩa là nó bao gồm luôn cả những đứa mà ba câu lạc bộ trong này luôn, tham gia cả ba trong này luôn. Những đứa mà tham gia cả ba câu lạc bộ thì nó vẫn nằm trong cái tập hợp những đứa tham gia hai câu lạc bộ nha. Đó, vậy là cái phần mà 500 nó chính là cái phần mà thầy tô đậm này. Thế thì cái phần tô đậm đó bây giờ mình chỉ có tính những cái phần bên ngoài thôi, nghĩa là mình trừ cái thằng này ra. Đó, mình trừ cái thằng này ra thì suy ra số học sinh tham dự đúng hai câu lạc bộ, đúng hai câu lạc bộ là, thì mình chỉ cần lấy số học sinh tham dự hai câu lạc bộ ở chung ở trên này, trừ đi số học sinh tham dự ba câu lạc bộ là được. Nhưng mà bây giờ nè, nếu như mà mình đếm ba thằng này á thì số học sinh tham dự ba câu lạc bộ nó được tính tới tận ba lần. Tính ba cái thằng này thì thằng ba câu lạc bộ nó là chung của cả ba cái, cho nên thằng đó được tính ba lần. Vậy thì phải lấy 500 trừ đi 3 nhân 150, nó được lặp đi lặp lại ba lần. Vậy 500 trừ 3 nhân 150 thì nó là 50 học sinh. Được chưa? Vậy câu 13 chọn đáp án A, 50 học sinh. Câu số 14. Câu số 14, trong một rạp chiếu phim có chiếu 3 bộ phim A, B và C. Có 1.000 người đến xem phim, mỗi người xem ít nhất một trong 3 bộ phim đó. Nếu 420 người xem phim A, 250 người xem phim B, 450 người xem phim C thì có tối đa bao nhiêu người xem cả 3 bộ phim? Thì cái câu này nó giống câu số 5 nha các em. Giống câu 5 thì thầy không giải lại ha. Để các em xem lại câu 5. Câu số 15. Có tổng cộng 400 học sinh của một trường học nơi có các môn hợp xướng, bóng chày và tiếng Ý.
Năm nay 120 tham gia, 120 sinh viên tham gia hợp xướng, 40 sinh viên tham gia hợp xướng và ý, 45 sinh viên tham gia cả hợp xướng và bóng chày, 15 sinh viên thực hiện cả ba hoạt động. Nếu tổng số học sinh ít nhất học ít nhất một trong hai môn bóng chày và ý là 220 thì có bao nhiêu học sinh không tham gia cả ba hoạt động, không tham gia ba hoạt động? Thì bây giờ mình có là gọi A là số sinh viên, số học sinh tham gia học môn hợp xướng. B là số học sinh tham gia môn bóng chày. C là số học sinh tham gia môn tiếng Ý. Được chưa? Rồi, tiếng Ý. Như vậy thì mình có NA là 120 sinh viên tham gia hợp xướng thì NA bằng 120. 40 sinh viên tham gia cả hợp xướng và tiếng Ý. Cả hợp xướng và tiếng Ý thì nó sẽ là N của A giao C. Nó bằng 40. 45 sinh viên tham gia cả hợp xướng và bóng chày. Hợp xướng và bóng chày thì N của A giao B. Nó là bằng 45. 15 sinh viên tham gia cả ba hoạt động trên thì nó là N của A giao B giao C thì nó bằng 15. Được chưa? Nếu tổng số học sinh học ít nhất một trong hai môn bóng chày và ý nếu như ít tổng số học sinh học ít nhất một trong hai môn bóng chày và ý là 120 là 220 thì vậy 220 nó chính là N của B hợp C. Tham gia ít nhất một trong hai môn, tham gia ít nhất một trong hai môn là bóng chày và ý là 220 thì N là N của B hợp C là bằng 220. Được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ người ta hỏi là có bao nhiêu học sinh không tham gia ba hoạt động. Bây giờ nó có tổng cộng là 4 học sinh. Thì bây giờ muốn tính số học sinh không tham gia cả ba hoạt động thì mình sẽ đi tính số học sinh tham gia ba hoạt động trước. Vậy thì số học sinh tham gia ba hoạt động thì nó chính là N của A hợp B hợp C. N của A hợp B hợp C thì nó bằng NA cộng NB cộng NC trừ đi N của A giao B, trừ đi N của A giao C, trừ đi N B giao C và trừ đi N của A giao B giao C. Đó. Như vậy tương đương NA hợp B hợp C thì nó bằng NA là 120. Bây giờ NB với NC chưa có, nhưng mà chúng ta có NB giao C này, NB hợp C này các em. Thì NB hợp C á, cái thằng này nó chính là NB hợp C, thằng này nó chính là tương đương với NB cộng NC trừ đi N của B giao C thì nó bằng 220. Đó. Hiểu được không? Nó sẽ bằng 220. Được chưa game? Vậy thì ở đây mình có nè NB nè cộng NC nè trừ đi NB giao C nè thì ba hai thằng này cộng lại trừ đi thằng này nó chính bằng 220. Vậy cộng 220 còn lại là trừ đi NA giao B, trừ đi NA giao B, NA giao B là 45, trừ đi 45, trừ đi NA giao C là trừ đi 40. Rồi trừ xin lỗi chỗ này phải cộng nha, cộng với NA giao B giao C là cộng với 15. Như vậy bằng 120 cộng 220 trừ 45 trừ 40 cộng 15 bằng 270. Bằng 270. Được chưa? Như vậy nó bằng 270. Như vậy thì tổng số học sinh của chúng ta là 400. Thì suy ra số học sinh không tham gia 3 hoạt động. Đây là số học sinh có tham gia hoạt động nha. Suy ra số học sinh không tham gia, không tham gia ba hoạt động trên thì nó sẽ là lấy 400 trừ đi 270 thì nó bằng 130. Được chưa? Vậy đáp án là D, 130 học sinh. 130 học sinh. Câu 15 D. Chúng ta tiếp tục câu số 16. Lớp 12A tham dự hội thi cờ do nhà trường tổ chức. Biết lớp 12A đăng ký 3 môn cờ tướng, cờ vua và cờ vây.
Mỗi học sinh tham gia đều biết chơi ít nhất một trong ba loại cờ này. Có 14 em chơi được cờ vua, 18 em chơi được cờ tướng và 11 em chơi được cờ vây. Trong đó có 2 em chơi được cả ba loại cờ, 8 em chơi được cờ tướng và cờ vua, 5 em chơi được cờ tướng và cờ vây, chỉ có 1 em chơi cờ vua và cờ vây. Hỏi lớp có bao nhiêu em tham gia hội thi. Bây giờ mình có 3 cái tập hợp là cờ tướng, cờ vua và cờ vây. Đây là cờ tướng nè. Đây là cờ vua nè. Đây là cờ vây nè. Thì Kim có thể đặt là tập A, tập B, tập C. Đó. Thì dựa vào đề bài mình có thể liệt kê ra nè. NA sẽ bằng bao nhiêu? 14 em chơi cờ vua. Cờ vua là NB ha. Có 14 em chơi cờ vua thì nó là NB bằng 14. N18 em chơi cờ tướng là NA bằng 18. 11 em chơi cờ vây là NC bằng 11. Trong đó có 2 em chơi được cả 3 loại cờ thì nó là N của A giao B giao C bằng 2. Rồi lại có 8 em chơi được cờ tướng và cờ vua thì nó là N của A giao B bằng 8. Có 5 em chơi được cờ tướng và cờ vây. Cờ tướng và cờ vây thì N của A giao C bằng 5. Và có 1 em chơi được cờ vua và cờ vây. Và chỉ có 1 em chơi được cờ vua và cờ vây thì nó là N của B giao C bằng 1. Thì áp dụng công thức là ra rồi, có hết rồi. Thì tính số người tham gia hội thi thì nó là N của A giao B giao C thì nó bằng NA 18 18 cộng 14 cộng 11 trừ đi 8 trừ đi 5 trừ đi 1 và cộng với 2, cộng lại cho 2. Vậy là bằng 18 cộng 14 cộng 11 trừ 8 trừ 5 trừ 1 cộng lại cho 2 thì đã bằng 31 em. Trừ 8 trừ 5 trừ 1 cộng lại cho 2. Ở đây có 8 em chơi được cờ tướng, cờ vua, 5 em chơi được cờ tướng, cờ vây và chỉ có 1 em chơi được cờ vua và cờ vây thôi. 14 cộng 18 cộng 11 trừ 8 trừ 5 trừ 1 cộng lại cho 2 thì nó phải là bằng 31. 31 mà thầy không thấy đáp án ha. Thầy không thấy đáp án. Như vậy thì ở đây mình sẽ xem coi thử là còn một cách nữa để kiểm tra xem thử là mình làm đúng hay không nha. Đây theo công thức là đúng rồi nè. Ở đây là trong đó có 2 em chơi cả ba, đọc cho kỹ đề nha. 2 em chơi được cả ba loại cờ, 8 em chơi được cờ tướng và cờ vua, 5 em chơi được cờ tướng và cờ vây và chỉ có 1 em chơi cờ vua và cờ vây thôi. 1 em chơi cờ vua và cờ vây. Đó. Rồi, vậy bây giờ mình coi nha. Đối với những bài này mình điền từ trong ra ngoài nè. Có 2 em chơi được cả ba loại cờ. Có 2 em chơi được cả ba loại cờ. Đây là 2. Vậy là đối với cờ tướng với cờ vua á, điền ra ngoài nha. Sau khi điền cả ba rồi, bây giờ mình bắt đầu điền cả điền vào cái tập hợp gồm chơi được hai loại cờ nè. 8 em chơi được cờ tướng và cờ vua. Cờ tướng và cờ vua có 8 em nhưng mà ở đây nó đã bao gồm 2 em trong này rồi thì cái phần còn lại nó sẽ là 6 em. 6 em này là 6 em chỉ chơi được cờ tướng và cờ vua. Có nghĩa là chỉ chơi đúng được cờ tướng với cờ vua thôi. 5 em chơi được cờ tướng và cờ vây. 5 em chơi được cờ tướng và cờ vây thì nó chính là cờ tướng với cờ vây là 5 em. Nhưng mà trong này nó đã có sẵn là 2 rồi, vậy là còn đúng còn 3 em chơi đúng cờ tướng với cờ vây, chơi đúng 2 môn. Rồi, và chỉ có 1 em, chỉ có 1 em chơi cờ vua và cờ vây. À, mình bị hiểu nhầm chỗ này là chỉ có 1 em chơi cờ vua và cờ vây á. Có nghĩa là em này chỉ chơi đúng cờ vua với cờ vây thôi. Chứ bây giờ nếu như mà 1 em chơi cờ vua với cờ vây mà trong cái tập hợp này, cái chỗ này nó đã bao gồm 2 rồi thì sao, ngoài này còn lại nhiêu sao được. Vậy là cái 1 em này nè, hồi nãy mình hiểu sai, nó là 1 em này là 1 em chỉ chơi đúng cờ vua và cờ vây thôi. Cho nên là trong công thức này mình bị sai cái chỗ số 1 này. Đó, số 1 đó không phải là B giao C,
được chưa, không phải là B giao C, mà một em này là một em chỉ chơi cờ vua và cờ vây thôi, được không? Và chỉ có một em chơi cờ vua và cờ vây đó, là một một ở đây, được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ mình coi thử làm theo cách này đúng hay không nha. Vậy bây giờ mình tính tiếp, có bao nhiêu em chơi cờ tướng? Có 18 em chơi cờ tướng, có nghĩa là nguyên cả cái tập hợp A là 18, nhưng mà hiện tại nó là 11 rồi, thì còn ở ngoài này là 7. Cờ vua là có bao nhiêu em? 14 em, nhưng mà hiện tại nó là 6, 7, 8 rồi, 6, 7, 8, 9 rồi, 14 thì còn lại là 5. 5 người này là 5 người này chỉ chơi cờ vua thôi nha, là nó nằm ở phần ngoài này nè. Cờ vây thì có 11 người nhưng mà hiện tại đã có 6 rồi, phía ngoài này là 5. Vậy thì tổng số người mà chơi được, bây giờ mình đã xác định được những cái phần riêng biệt nhau rồi. Những số 7, số 5, số 5 và số 6, số 3, số 1, số 2 là những phần riêng biệt nhau, tách biệt nhau hết rồi. Thì bây giờ tổng số người tham gia thì mình lấy hết những số đó cộng lại là 7 cộng 5 cộng 5 cộng 6 cộng 3 cộng 1 cộng 2. Như vậy nó bằng bao nhiêu? 7 cộng 5 cộng 5 cộng 6 cộng 3 cộng 1 cộng 2. Thì nó bằng 29 người à, bằng 29 người. Như vậy chọn đáp án là A, được chưa? Rồi, hồi nãy mình bị hiểu sai, chỗ này là một em, chỗ này là sai, được chưa? Rồi, vậy đáp án câu này là đáp án A, 29 người, được chưa game? Rồi, tiếp tục câu số 17. Câu số 17 à, như vậy thì sau cái câu số 16 á, thì Kem có thêm một cái cách làm nữa đó, đó là Kem nếu như đề bài nó tra đầy đủ á, các số liệu thì Kem có thể vẽ biểu đồ Venn ra và Kem điền từ trong lõi ra ngoài, là em sẽ được tất cả những cái số mà tách biệt nhau. Những số này khi em đã trừ ra như thế này rồi là những số này là những số không có liên quan gì tới nhau nữa, có nghĩa là nó không có bao gồm nhau, thì em chỉ cần lấy tất cả những cái phần này em cộng hết lại thì nó sẽ thành cả cái phần, cả tất cả những học sinh có tham gia, bởi vì những cái số này là những cái số mình đã trừ đi cái phần trùng nhau rồi đó, thì cứ tóm lại cái phần tổng số mình sẽ lấy những số đó cộng lại là được, hiểu chưa các em? Đó rồi. À, ví dụ như câu số 17, trường trung học phổ thông ABC tổ chức hội thao cho 3 lớp 12A, 12B và 12C. Biết rằng mỗi lớp đều có ít em học sinh tham gia và mỗi em đều tham gia ít nhất một trong 3 môn bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền. Có 33 em tham gia môn bóng đá, giờ có 3 tập hợp nha, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền. Bóng đá nè, đặt là tập hợp A. Bóng rổ đặt là tập hợp B. Và bóng chuyền đặt là tập hợp C, được chưa? Rồi à, có 33 em tham gia bóng đá, nghĩa là NA bằng 33. Đọc cho kỹ đề nha, nhiều khi người ta có cái từ, cái từ chỉ ở trong đó là nó lại khác. Ví dụ như 33 em chỉ tham gia bóng đá thì nó lại khác, được chưa? 22 em tham gia bóng rổ, có nghĩa là NB bằng 22. 26 em tham gia bóng chuyền là NC bằng 26. 12 em tham gia bóng đá và bóng rổ, nó không có từ chỉ nha, thì nó chính là N của A giao bóng đá và bóng rổ là A giao B, là bằng 12 em. Đó, là cái phần đó bóng đá và bóng rổ, là nhắc lại một lần nữa là nó là cái phần này nè, bóng đá và bóng rổ là cái phần giao của bóng đá và bóng rổ á, thì trong những cái phần đó thì nó luôn luôn chứa cái phần là chơi được cả 3 môn. Các em nhớ như vậy cho thầy nha, nhớ nhắc đi nhắc lại rồi đó. Rồi có 9 em tham gia bóng rổ và bóng chuyền, bóng rổ và bóng chuyền là N của B giao C thì bằng 9. Rồi có 14 em tham gia bóng chuyền và bóng đá là NA giao C bằng 14. 5 em tham gia cả 3 môn là N của A giao B giao C bằng 5. Thì giờ em làm theo cách nào cũng được. Hỏi người ta yêu cầu là tìm X. X chính là số học sinh của mỗi lớp tham gia. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm tổng số học sinh tham gia trong này trước, rồi sau đó mình chia đều cho 3 lớp là nó sẽ ra số học sinh mỗi lớp thôi. Thì bây giờ cái tổng cái số học sinh trong này là số học sinh của cả 3 lớp nha. Đó. Vậy thì NA giao B giao C sẽ là cái gì? NA giao B giao C sẽ bằng NA là 33 cộng NB là 26 cộng NB là 22 cộng NC là 26 trừ đi 12 trừ 9 trừ 14 cộng lại cho 5. Đó, giờ bằng 33 cộng 22 cộng 26 trừ 12 trừ 9 trừ 14
trừ 9 trừ 14 cộng 5 bằng 51, bằng 51 học sinh. 51 học sinh. Thì bây giờ đây là tổng số ABC nha. Bây giờ thầy làm thêm một cái cách giống như hồi nãy, điền từ cái lõi ra, thầy cho các em xem nè. Mình có là mình điền từ trong cái chung nhất là cả năm em tham gia cả 3 môn, cả năm em tham gia cả 3 môn. Rồi tiếp, có 14 em tham gia bóng chuyền và bóng đá. Bóng chuyền và bóng đá là phần nào? Bóng chuyền và bóng đá là phần này. Mà nó có 14 em, tổng số là 14 em, nhưng mà hiện tại nó đã bao gồm 5 em rồi, thì cái phần mà riêng của bóng chuyền và bóng đá, có nghĩa là đúng hai môn đó thôi, là 9 đứa. Bây giờ thì tổng số là 14 nè. Có 9 em tham gia bóng rổ và bóng chuyền. Bóng rổ và bóng chuyền lại có 9, nhưng mà ở đây nó đã có 5 rồi, thì cái phần mà riêng của bóng rổ và bóng chuyền thôi á, chỉ bóng rổ và bóng chuyền thôi là 4. Được chưa? Rồi, 12 em tham gia bóng đá và bóng rổ là 12, nhưng mà ở đây có 5 rồi, thì phía ngoài này là 7. Rồi, có 33 em, có 26 em tham gia bóng chuyền. Bóng chuyền có 26 em, vậy là cả cái tập hợp này là 26, nhưng mà ở đây nó có 9, có 5, có 7 rồi, thì mình trừ ra là 26 trừ 9 trừ 5 trừ 7 bằng 5. Rồi, như vậy là 5 đứa này là 5 đứa mà chỉ chơi đúng một môn là bóng chuyền. Lưu ý với thầy nha. Rồi, có 22 em tham gia bóng rổ. 22 em tham gia bóng rổ thì lấy 22 trừ 4 trừ 5 trừ 7 thì nó còn lại là 6 em. 6 em này là 6 em chỉ tham gia đúng một môn bóng rổ. Rồi, 33 em tham gia bóng đá thì trừ đi, 33 trừ 9 trừ 5 trừ 4 bằng 15. Được chưa? Vậy thì lúc đó tổng số học sinh tham gia nó sẽ là cộng hết tất cả những cái số trong xuất hiện trong này ra là 15 nè. Thầy cộng những cái số vòng ngoài trước nha, 15 cộng 5 cộng 6. Rồi, cộng 9 cộng 4 cộng 7 cộng 5 phía trong là cũng ra 51. Được chưa? Đó. Rồi, em chọn cách nào làm cũng được. Vậy 51 học sinh này là 51 học sinh của cả 3 lớp là 12A, 12B, 12C. Mà mỗi lớp đều có ít em, có nghĩa là lớp 12A là ít, 12B cũng là ít, 12C cũng là ít. Thì 51 này nó chính là 3x, 3 lần x bằng 51. Vì vậy suy ra x sẽ bằng 51 chia 3 là bằng 17. Vậy mỗi lớp có 17 học sinh tham gia. Chọn đáp án D. Được chưa? Câu 17 đáp án D. Câu số 18. Lớp 4A có 17 bạn thích môn tiếng Việt, 24 bạn thích môn toán. Trong số các bạn thích tiếng Việt hoặc thích toán có 8 bạn thích cả hai môn tiếng Việt và toán. Trong lớp vẫn có 5 bạn không thích môn nào. Hỏi lớp 4A có tất cả bao nhiêu bạn? Rồi, bây giờ đây là 25 bạn thích môn tiếng Việt này, 24 bạn thích môn tiếng Việt chứ. 24 bạn thích môn tiếng Việt. Thích môn toán, 24 bạn thích môn toán, 17 bạn thích môn tiếng Việt, trong đó có 8 bạn thích cả hai môn. Vậy N đặt cái tập vào nhà tập A nha, tiếng Việt là tập B. Vậy N của A hợp B là số các bạn mà có thích toán, thích tiếng Việt á, là nằm trong cái, có nghĩa là có thích một trong hai môn này. NA hợp B thì theo đúng công thức là NA cộng NB trừ đi N của A giao B, trừ đi NA giao B bằng 24 cộng 17 trừ đi 8. 24 cộng 17 trừ 8 là bằng 33. 33 học sinh. Nhưng mà trong trong số đó có 5 bạn không thích môn nào hết, 5 bạn đó nằm riêng. Vậy thì tổng số học sinh của lớp 4A sẽ là 33 cộng 5 bằng 38 học sinh. Thì chưa các em? Chọn đáp án A. Câu 18A. Câu số 19. Trường Ban Mai có 40 em học sinh dự 3 môn nhảy dây, chạy và đá cầu. Trong đó có 8 em chỉ thi nhảy dây. Đó, lưu ý nha. 20 em thi chạy và 18 em thi đá cầu. Hỏi có bao nhiêu em vừa thi chạy vừa thi đá cầu? Rồi, thầy gọi này là nhảy dây nè. Nhảy dây thầy đặt là tập hợp A. Chạy thầy đặt là tập hợp B. Và đá cầu thầy đặt là tập hợp C. Rồi, thì ở đây có 40 em học sinh tham dự 3 môn. Trong đó có 8 em chỉ thi nhảy dây
8 em chỉ thi nhảy dây, có nghĩa là 8 em nó nằm trong cái phần này thôi nha. Đó, nằm trong cái phần phải gạch này thôi. Đó là 8 em nằm trong cái phần đó thôi, nó không có bao gồm những cái phần trong này. Chỉ thi nhảy dây. Có 20 em thi chạy, 20 em thi chạy là nguyên cả tập B. Đó. 18 em thi đá bóng, 20 này là 20 cũng nguyên cả cái B nha. Đó, thì không gạch có nghĩa là nó nguyên cả cái phần này. 18 em thi đá cầu, 18 em thi đá cầu cũng nghĩa là nguyên cả cái vòng này là 18 em. Rồi, hỏi có bao nhiêu em vừa thi chạy và vừa thi đá cầu. Vừa thi chạy và vừa thi đá cầu thì nó chính là cái phần này. Vừa chạy vừa đá cầu nó là phần này. Sao được chưa? Vừa chạy vừa đá cầu. Đó. Rồi. Vậy thì lúc này thì thầy sẽ đi tính như sau này. Thầy gọi cái phần mà vừa chạy vừa đá cầu này nó sẽ là x đi nha. Vừa chạy vừa đá cầu này là x. Bởi vì bài toán này là bài toán mà nó không có cho đầy đủ dữ kiện, mà nó không cho đầy đủ dữ kiện thì thầy đã nhắc một lần rồi ở những câu trước. Khi nó không cho đầy đủ dữ kiện thì em cộng lại những cái nào trùng thì em trừ đi. À, được chưa? Như vậy thì bây giờ mình có là n của A hợp B hợp C. N của A hợp B hợp C nó sẽ bằng cái gạch sọc này nè. A hợp B hợp C có nghĩa là tất cả những cái nằm trong phạm vi của những bị giới hạn bởi của cái ba cái vòng tròn này đó các em. Đó là những cái nằm trong cái vòng tròn này nó là A hợp B hợp C thì nó bằng thứ nhất là 8, mà khi mà em lấy 8 em cộng á, là nó chỉ có cái phần ở ngoài này thôi, nó không đụng chạm đến phần chung nào hết. Rồi, cộng với cả cái phần này là 20, cộng với cả cái phần này là 20, cộng 20, cộng với cả cái phần này là 18, 18. Nhưng mà khi mà em lấy cả cái phần 20, em cộng với cả cái phần 18 thì trong đó nó có cái phần x được đếm như thế nào các em? Hai lần. Khi mà em lấy cái phần 20 em cộng lại là trong đó bao gồm x luôn nè nè. Em lấy cái phần 18 em cộng lại là trong đó nó cũng bao gồm x luôn nè. Vậy là cái phần x nó bị lặp lại hai lần. Mà lặp lại hai lần thì mình giữ lại một lần thôi thì mình trừ đi một lần. Sao được chưa? Trừ đi một lần. Vậy thì tương đương NA hợp B hợp C thì đó là tổng số học sinh tham gia. Tổng số học sinh tham gia nó là 40. Nó bằng 8 cộng 20 cộng 18 trừ đi x. Được chưa? Vậy suy ra x bằng 8 cộng 20 cộng 18 trừ đi 40 sẽ bằng 6. Vậy x bằng 6. Mà x nó chính là phần này. Mà phần này chính là giao giữa chạy với đá cầu. Được chưa? Vậy thì có 6 học sinh vừa thi chạy và vừa thi đá cầu. Được không em? Vừa thi chạy và vừa thi đá cầu đó. Nó là phần chung của hai tập hợp chạy và đá cầu nè. Thấy không? Đó, chứ nó đâu liên quan gì tới nhảy dây nữa đâu. Nó cái phần này đâu có chứa nhảy dây đâu. Nhảy dây là 8 đứa đã riêng biệt một mình đó rồi. 8 đứa này là 8 đứa chỉ nhảy dây thôi. Nó không có liên quan gì tới những hai cái thằng kia hết. Như vậy là có 6 học sinh vừa thi chạy và vừa thi đá cầu. Được chưa? Rồi, câu 19 đáp án B. Câu số 20. Lớp 5A có 35 học sinh làm bài kiểm tra toán. Đề bài gồm có 3 bài toán. Sau khi kiểm tra, cô giáo tổng hợp được kết quả như sau. Có 20 em giải được bài toán thứ nhất, 14 em giải được bài toán thứ hai, 10 em giải được bài toán thứ ba, 5 em giải được bài toán thứ hai, thứ ba, 2 em giải được bài toán thứ nhất, thứ hai, 6 em làm được bài toán thứ nhất và thứ ba và chỉ có một học sinh đạt điểm 10 là đã giải được cả 3 bài. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh không giải được bài toán nào? Thì cái này dễ thôi. Làm theo cách nào cũng được, nó có sẵn hết rồi các em. Rồi, thầy vẽ biểu đồ Venn và điền từ trong lõi ra nha. Bài 1 này. Khỏi phải đặt tập hợp rồi thì cái công thức thì thật ra thuộc thì thuộc nhưng mà nó cũng dài. Nhưng mà đối với những bài mà nó cho hết như thế này á thì các em điền vào nó cũng nhanh. Bây giờ điền từ trong lõi ra nè, có một học sinh đạt điểm 10 vì làm được cả ba bài, một đứa. Được chưa? Rồi, có 6 em làm được bài toán thứ nhất và thứ ba, thứ nhất và thứ ba nè. Thứ nhất và thứ ba nó là phần này. Phần này nó có 6 em mà trong này nó đã bao gồm một em rồi thì còn lại là 5 em chỉ làm được bài 1 và bài 3. Được chưa? Rồi, có hai em giải được bài thứ nhất và thứ hai. Bài thứ nhất và thứ hai thì nó là phần này. Đó. Nó có hai em mà trong này đã bao gồm một em rồi thì phần này một. Có 5 em giải được bài toán thứ hai và thứ ba thì ở đây có một rồi thì chỗ đây bốn. Có 10 em giải được bài toán thứ ba. Bài toán thứ ba có 10 em. 10 em thì ở đây nó đã 5 4, với 4 là 9 với 1 10 rồi. Thế thì không có đứa nào mà chỉ giải được bài toán thứ ba.
Có nghĩa là những đứa mà giải được bài toán thứ ba đó thì nó luôn giải được bài toán khác, nó luôn giải được thêm bài toán khác, chứ còn không có đứa nào mà chỉ giải được bài toán ba không à. Rồi, 14 em giải được bài toán thứ hai. Bài toán thứ hai có 14 em nhưng mà ở đây có 4, 5, 6 rồi thì còn lại là 8 em chỉ giải được đúng một bài toán thứ hai thôi. Rồi, có 20 em giải bài toán thứ nhất, 20 mà ở đây có 5, 6, 7 rồi, vậy là còn lại 13. Vậy thì người ta hỏi có bao nhiêu học sinh không giải được bài toán nào thì mình sẽ tính số học sinh giải được, có giải được bài toán này ra. Số học sinh có giải được ít nhất một bài. Giải được ít nhất một bài. Một bài là mình lấy những số này cộng hết lại. Thầy nhắc lại là khi em điền biểu đồ Venn như thế này thì những số này đã là những số rời nhau rồi, tách rời nhau rồi, nó không có bị trùng gì với nhau nữa hết. Cho nên mình cộng hết lại 13 cộng 8 cộng 4 cộng 5 cộng 1 cộng 1 bằng 32. 32 học sinh. Đây là 32 học sinh giải được ít nhất một bài. Vậy thì suy ra số học sinh không giải được bài nào, không giải được bài nào thì nó sẽ là 35 trừ đi 32 thì sẽ bằng 3 học sinh. Chọn đáp án ồ. 35 trừ đi 32 là bạn có đáp án là 3 học sinh. Ở đây không có đáp án nào 3 học sinh. Em nhìn lại xem thử coi có bị sai chỗ nào hay không. Có một học sinh đạt điểm 10 vì đã giải được 3 bài. Rồi, có 6 em làm được bài toán thứ nhất và thứ ba. Thứ nhất và thứ ba có 6 em. Rồi, bài toán 2 em giải được bài toán thứ nhất và thứ hai. Bài toán thứ nhất và thứ hai có 2 em. Đây, rồi, đọc cho kỹ coi thì nó có từ chỉ hay không nha. 5 em giải đoạn được bài toán thứ nhất và thứ hai và thứ ba. Thứ hai và thứ ba có 5 em thì ở đây là 4, đúng. Có 10 em giải được bài toán thứ ba. 10 em giải được bài toán thứ ba thì ở đây là 10 nè. Rồi. Có 14 em giải được bài toán thứ hai. Bài toán thứ hai có 14 em thì ở đây 4 5 6 còn lại là 8. Có 20 em giải được bài toán thứ nhất thì cái đây có 5, 6, 7 thì còn lại là 13. Vậy 13 cộng 5 13 cộng 5 cộng 4 cộng 8 cộng 1 cộng 1 bằng 32 em. Vậy 35 trừ đi 32 thì còn lại là 3 học sinh chứ. Vậy thì có 3 học sinh không giải được bài toán nào. Vậy chọn đáp án E là 3 nha các em. Được chưa? Câu 20 E, 3 học sinh.